Tây Du, Bần Tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 171. Như Lai Phật tổ tâm lý thở dài một tiếng, không phải là không muốn bồi thường thiên đình cái gì. Vấn đề bây giờ căn bản bồi thường không dậy nổi. Còn giao phó cái rắm. Phóng đơ đảo đi. Ngươi trở về đi thôi, cùng Ngọc Đế nói, đợi bổn tọa xử lý xong sự tình, liền sẽ đích thân tìm hắn, cho hắn một câu trả lời. Nói xong, Phật tổ lắc đầu, chắp tay sau lưng, thang thở hướng đại lôi âm tự đi tới cái này thái bạch kim tinh còn muốn nói gì nhưng khi nhìn phật tổ đã phải đi vào đại lôi âm tự rồi vô duyên vô cớ ném nửa gói thuốc lá sự tình còn không có chỉnh biết rõ thái bạch không khỏi cảm thấy có chút buồn bực nhìn không người phản ứng đến hắn rồi không thể làm gì khác hơn là trở lại thiên đình ngược lại đây là bọn hắn lão chuyện lớn đem lời truyền đến rồi liền là xong đại lôi âm tự thanh lâu bản hiệu đang chiếu lấp lánh, dịu nhân mắt. Chỉ là đại lôi âm tự chúng Phật cũng yên lặng ở bị ăn trộn trong chuyện này, ai cũng không có phát hiện. Lại nói ai không việc gì, ngẩng đầu đi lên nhìn nha. Thật thủ lĩnh. Nhìn trống trải đại lôi âm tự, như lai Phật tổ đều không khỏi lắc đầu tự dẻo đứng lên. Đại lôi âm tự lại bị ăn trộn. Còn bị lấy sạch, nói ra ai dám tin. Này từng cái Phật đà, Tạo cùng một cái không nhà để về hài tử tựa như. Dương mắt nhìn Phật tổ, tự hồ đang đợi hắn quyết định như thế. Chỉ bây giờ là Phật tổ, cũng không có chút nào chú ý. Đi một bước nhìn một bước đi. Thích làm gì thì làm. Vốn là Tây Du xuất hiện biến số, đã để cho Phật tổ tâm lực tiều tụy. Có thể lại xảy ra sự tình như thế, không khỏi nổi lên một loại vò đã mẻ lại sức tâm tình. Hạ giới. Theo đường vũ đám người mới vừa đi ra thành trấn, quan âm Bồ Tát nhất thời hiện thân mà ra. Tham kiến quan âm Bồ Tát. Trư bác giới cùng tam lăng tử vội vàng quỳ sụp xuống đất. A Di Đà Phật, Hồng Hài Nhi, ngươi đi theo thỉnh kinh người, vì chuyện gì? Quan âm Bồ Tát hỏi. Cái này làm cho Hồng Hài Nhi có chút mộng bức, chẳng nhẽ nói cho nàng biết là đi theo tam ca bên trên thanh lâu sao. Bất quá này tiểu gia hỏa, rất là kiêu căng khó thuần cái miệng nhỏ nhắn vẫy một cái, hừ một tiếng, ngươi quản ta làm gì vậy? Ánh mắt của quan âm Bồ Tát rung lên, nhưng khi nhìn một chút đường vũ, rồi mới lên tiếng, hồng hài nhi, bổn tọa ngồi xuống thiếu một cái thiện tài đồng tử, không bằng ngươi quy y bổn tọa ngồi xuống. Không đi. Hồng hài nhi sạch sẽ gọn gàng nói. A à di đà Phật. Đường vũ đọc một câu Phật hiệu, tiến tới hồng hài nhi bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi một cái đứa nhỏ ngốc, đây là chuyện tốt, đi theo đi đi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi như vậy đứa bé, nếu như không nể mặt Bồ Tát, hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí còn có có thể ngay cả mệt mỏi lão ngưu. Đối với Hồng Hài Nhi, đường vũ sớm liền biết rõ, không thể nào vĩnh viễn mang theo ở bên người. Mà hắn quy y Phật môn, chính là nhất định, không sửa đổi được. Trung quy mà nói, hay là bởi vì tràng này tây du lượng kiếp vấn đề. Huống chi đi theo ở quan âm Bồ Tát ngồi xuống, dù sao cũng hơn đi theo Phật môn những thứ kia biết độc tử được rồi, ngươi suy nghĩ một chút, Tam ca nói có đúng hay không? Đương nhiên, Quan Âm Bồ Tát đã là người khác, bất quá lời như vậy là không thể nói cho Hồng hài nhi. Tin tưởng ta, Quan Âm Bồ Tát sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi hãy cùng hắn ngừng đi thôi. Bằng không, ngươi suy nghĩ một chút bởi vì ngươi sự tình, liên lụy cha ngươi, ngươi ấy nấy không? Đường Vũ từ từ tiến dần khuyên can chủ yếu nhất thiện tài đồng tử đi theo quan âm bồ tát cùng đi theo hắn không có khác nhau tam ca nhưng là ta không nghĩ nha một khi quy y phật môn những tử đó quy cũ không có thể nhậu nhẹt chủ yếu nhất chuyện vẫn không thể đi thanh lâu hắn đây vừa mới thử đến đem trung mỹ hay mùi vị đột nhiên cho chặt đức này không phải muốn hài tử mệnh à không việc gì tam ca biết rõ ngươi lo lắng cái gì ngươi xem một chút tam ca không giống nhau nhậu nhẹt một đường u tây đến sao hoàn toàn không có vấn đề trầm ngâm hồi lâu hồng hài nhi cũng không nói gì nghe lời nha ngoan ngoãn huống chi nếu như ngươi nghĩ tìm ta chơi đùa đến cũng tùy thời có thể tin tưởng bồ tát tuyệt đối sẽ không trói buộc ngươi đường vũ tiếp tục khuyên can vậy cũng tốt tam ca hồng hài nhi cảm giác hắn nói vẫn rất có đạo lý chủ yếu hắn là sợ hãi bởi vì chính mình sự tình liên lụy cha mẹ ai không biết rõ phật môn những thứ kia biết độc tử từng cái âm vừa so sánh với quan âm bồ tát thật sâu nhìn đường vũ liếc mắt thực ra nàng rất muốn hỏi một chút phật môn bảo khố mất trọng sự tình có phải hay không là liên quan đến hắn đương nhiên dưới cái nhìn của nàng mười có tám chín chính là đường tam tạng bất quá không phải nói những khi này huống chi đã thu phục hồng hài nhi cũng không có trêu chọc lưu cần thiết mang theo hồng hài nhi trực tiếp trở lại Nam Hải Lạc già núi. Về phần Phật môn, nàng là không có chút nào muốn đi trở về. Bởi vì bên trong cái gì cũng không có, từng cái Phật đà chất đống ở đại sảnh, đủ loại trạng thái đều có. Hồ Điệp Tinh Trung lẫy bẫy, nàng một cái tiểu yêu, thấy Bồ Tát làm sao có thể không sợ đây. Tiểu Điệp, đừng sợ, không có chuyện gì. Đường Vũ nắm tay nó nhẹ nhàng an ủi. Nghe vậy, Hồ Điệp Tinh nhìn ánh mắt của Đường Vũ đều tại phương phát sáng nam nhân mình, quả nhiên không bình thường. Liền Bồ Tát cũng không coi vào đâu, chủ yếu nhất là cùng như Lai Phật tổ uống rượu, xưng huynh gọi đệ. Đối với Hồ Điệp Tinh, đường vũ cũng có chút hơi khó. Như vậy mang theo nàng, tự hồ không phải kế hoạch lâu dài. Phật môn những thứ kia biết độc tử, chắc chắn sẽ không đồng ý, nói không chừng sẽ trộn cắp hạ hắc thủ. Vạn nhất liên lụy đến nàng, có thể sẽ không tốt. Nói thật, Hồ Điệp Tinh kiều tiểu khả ái, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho Tam Ca rất là không thôi. Nhưng là thực lực bản thân không cho phép, bây giờ không thể thời gian dài mang theo nàng nha. Tiểu Điệp, ngươi ứng nên biết rõ ta người mang trọng trách chứ. Hồ Điệp tinh nhìn hắn, gật đầu một cái, từ, ta biết rõ nha. Ta là Tây Thiên An bài thỉnh kinh người, cho nên khẳng định không thể thời gian dài mang theo ngươi, ngươi biết không? Hồ Điệp Tinh nhất thời cặp mắt rưng rưng, thật lâu không nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, đường vũ đây là muốn vứt bỏ nàng. Ngươi này khóc cái gì? Đường vũ thở dài, ta không phải là không muốn ngươi, ta là tạm thời không có cách nào mang theo ngươi, ngươi yên tâm, chờ ta trở lại, ta tới đón ngươi. Có muốn hay không để cho nàng cũng đi vạn yêu quốc đây? Nếu như mình đi, nàng muốn không an toàn, chỉ sợ Phật môn những thứ kia biết độc tử, trộm cắp hạ hắc thủ. Điểm này không phải là không có khả năng đường vũ đối những thứ kia biết độc tử nhưng là biết quá tường tận ngươi phải đi vạn yêu quốc chờ ta đi chờ ta trở lại ta phải đi đón ngươi đúng rồi ngươi còn có một cái đại tỷ kêu bạch tố tố ngươi và nàng nói bây giờ ta thỉnh kinh đi không có thời gian tư tình nhi nữ kéo con bê cái gì để cho nàng an tâm ở đâu chờ còn ngươi nữa cũng vậy đường vũ ngữ trọng tâm trường giao đãi nghe một chút không phải muốn vứt bỏ nàng nguyên lai là lo lắng nàng an ủi Hồ Điệp Tinh nhất thời chuyển vui, nhưng là vừa nghĩ tới cùng tiểu đường muốn tách ra. Nàng tâm tình lại trầm thấp xuống. Ngoan ngoãn nha, chờ ta tìm hai ngươi đi. Cuối cùng, Hồ Điệp Tinh lưu luyến không rời cùng đường vũ vẫy tay từ biệt, đi đến rồi vạn yêu quốc. Bất quá đối với chính mình nữ nhân, Tam Ca đương nhiên sẽ không keo kiệt, đổi che đậy thiên cơ phù, còn có một chút thứ tốt. Trong đó một ít là để cho nàng mang đi, giao cho Bạch Tố Tố giải quyết xong rồi nhi nữ tình trường sự tình. Đường vũ đám người lần nữa lên đường. Chủ yếu là mang theo một cái nữ quả thật không có phương tiện, liền thanh lâu cũng không dám vào. Liền lấy vừa mới cái kia thành trấn mà nói, đường vũ cũng phi thường muốn đi hô cáp thoáng cái. Nhưng là hồ điệp tinh ở bên cạnh, biểu môi, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Cái này còn đi cái rắm nha. Tam ca đúng là vẫn còn không đành lòng thương chính mình lòng của nữ nhân nha. Sư phó, ngươi cứ như vậy để cho tam sư mẫu đi. Trư bác giới nói. Không đi trách chỉnh nha, ở vi sư bên người có nguy hiểm. Đường vũ nói, những thứ kia biết độc tử, sẽ để cho vi sư mang theo một cái nữ lên đường sao. Rất rõ ràng là không có khả năng, vạn nhất tiểu điệp ở xảy ra chuyện gì, vậy cũng làm sao chỉnh. Cho nên, còn không bằng thừa dịp bây giờ, để cho nàng thừa dịp còn sớm rời đi đây. Bây giờ là tuyệt đối an toàn, bởi vì Phật môn đối với mất trộm một chuyện còn có chút mộng bức. Liền thỉnh kinh đoàn người đều phải không để ý tới, làm sao huống là một cái nữ yêu tinh đây. Sư phó nói có đạo lý. Trư bác giới gật đầu một cái. Có đạo lý cái rắm. Ngươi một cái không tóc đen heo, ngươi biết rõ những thứ này sao? Đường vũ biểu môi, cử sư tử chậm nha nha đi đường. Tôn ngộ không thay phiên thiết bổng, đi ở phía trước ra rất xa. Một lát sau, đường vũ xuống sư tử, tỏ ý nghỉ ngơi tại chỗ. Ngủ một giấc lại nói. Tây Thiên. Như Lai Phật tổ ngồi ở một đầu trên băng ghế nhỏ, hai chân đông đưa, ngậm thuốc lá, cho mày. Thuốc lá này hay là từ Thái Bạch Kim Tinh nơi nào đoạt lại đây? Phật môn thế nào có một ngày sẽ rơi vào kết quả như thế này? Như Lai Phật tổ còn có chút mộng bức. Hoàn toàn không biết là chỗ đó có vấn đề. Phía dưới chúng Phật, do Vu Liên Đài bảo tọa, đều bị đường vũ cho lấy đi trực tiếp ngồi trên chiếu còn có nằm cái gì hình dáng đều có trong đó một ít phật đà đem quần cộc tử cũng lật lại mặt tại sao còn không phải là bởi vì quần cộc tử cũng bị lấy đi rồi không tên tặc này cũng thật là được cái gì cầm cái gì trong đó cũng bao gồm như lai phật tổ hắn cũng không có quần cộc tử mặt ai phật môn xảy ra sự tình như thế là bổn tọa không có dự đoán đến như Lai Phật Tổ búng một cái cho thuốc lá, nặng nề thở dài một cái. Bây giờ chúng ta Phật môn đã hoàn toàn trống, một nghèo hai trắng rồi, tin tưởng chúng Phật cũng nhìn thấy. Bây giờ ngay cả mua thuốc lá tiền cũng không có. Bất quá bổn tọa biết rõ, mỗi người các ngươi cũng có một ít tiền để dành. Như Lai Phật Tổ hướng phía dưới ngưng mắt nhìn, vung tay lên, thay đổi ra một cái chậu lớn. Hiện tại Phật môn gặp nạn, muốn muốn mọi người đồng tâm hiệp lực tới trải qua cửa ải khó cho nên bổn tọa tuyệt đối, cho đòi mở một cái quyên mộ biết. Quyên tiền bao nhiêu, mọi người tùy ý, nhưng là tất cả mọi người đừng quên, các ngươi cũng là Phật môn một thành viên. Nói xong, như lai Phật tổ vung tay lên, tỏ ý bọn họ có thể tiền quyên được. Chúng Phật trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn di lạc Phật dẫn đầu đứng ra, ngồi một cái gương sáng. Hắn quên chậu lớn bên trong ném đi một tí pháp bảo. Đây đều là hắn trăm ngàn cây đắng để giành được tới có dẫn đầu, đứng ra nhân dĩ nhiên là hơn nhiều. Trong chốc lát chậu lớn liền chứa đầy. Như lai Phật tổ để cho người ta trước đảo Phật môn bảo khố đi, tịch thu rồi. Cũng là ở cho những thứ này Phật đà nhìn, các ngươi nhìn, bổn tọa dùng để tráng đại Phật môn. Cũng không có dùng trên người bọn họ những thứ này pháp bảo mua thuốc lá. Hoa lạp lạp lạp. Toàn bộ Phật môn bảo khố đổ vào rồi tứ đại chậu bảo bối, lúc này mới kết thúc quyên góp mặc dù tứ đại chậu rất nhiều, nhưng là so với đã từng Phật môn bảo khố, căn bản là cửu ngưu nhất mau, nhỏ nhặt không đáng kể. Như Lai Phật tổ vung tay lên, huyền quan kính hiện lên. Chuẩn bị nhìn một chút đường tam tạng một nhóm nhân đến đâu rồi. Sau này hắn phải đi bảo khố lấy chút bảo bối đi đổi yên, có lợi cho hắn hành động. Bây giờ Phật môn vừa mới quyên góp, bảo khố thoáng phong phú một ít. Quả quyết không thể ở để cho người khác nắm bảo vật đi tìm đường tam tạng rồi cho nên như lai phật tổ không thể làm gì khác hơn là đích thân ra tay tìm đường tam tạng đi hối đoái thuốc lá bất quá tay du chuyện cũng không thể quên hả người kế tiếp kiếp nạn là cái gì chơi đùa ngẩn gần đây phát hỏa nhức đầu có chút không nhớ rõ vội vàng để cho người ta đem kịch bản đem ra nhìn một cái nhà biết tiếp theo khó khăn bảy cái tri chu tinh cùng một cái ngô công tinh rồi Bất quá vừa nghĩ tới tri chu tinh đều là nữ. Như lai Phật tổ tâm rung rung một cái. Cảm giác thật giống như tự hồ lại phải chuyện xấu. Chỉ hy vọng đường tam tạng ngừng một ít, an ổn một chút đi. Để cho Phật môn qua mấy ngày ngày tốt đi. Như lai Phật tổ đột nhiên sinh ra một cái cảm giác quá dị, tự hồ tây hành ngay từ đầu, Phật môn cũng chưa có quá quá ngày tốt. Vụ tào. Thật để cho người nhức đầu. Từ đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái. Chỉ thấy đường tam tạng cưỡi hoàng sư tinh bay, lại trở về làm. Này muốn làm cái gì? Hắn muốn trở lại đại đường thế nào? Ngân đầu yết đế, do ngươi mau mau hạ giới, nhìn một chút đường tam tạng muốn làm cái gì đi. Như lai Phật tổ vội vàng phân phó này. Ngân đầu yết đế vẻ mặt sầu khổ, hắn thật không muốn dính vào tây du chuyện. Lão đại, kim đầu yết đế cũng ngõm củ tỏi rồi hắn thật sợ bước vào vết xe đổ. Đối với Tây hành đoàn người, bây giờ Tây Thiên chúng Phật đều có một loại sợ hãi. Khi chính là một cái lôi. Chỉnh không tốt liền cho mình nổ chết. Tuân Phật chỉ. Ngân đầu yết đế bất đắc dĩ nhận Phật chỉ, hướng hạ giới đi. Đường vũ cưỡi hoàng sư tinh, một trận đằng vân giá vũ. Ô ô. Tiểu gió thổi thật là khiến người ta cảm thấy rồi mát mẻ nha có muốn hay không hồi cao lão trang đi xem một chút cao thúy lan bất quá phật môn những thứ kia biết độc tử hẳn không có thể đồng ý cái ý niệm này vừa mới thoáng qua trước mặt tinh quang lóe lên ngân đầu yết đế hiện lên đừng tam tạng ngươi cắt cái gì đi ngân đầu yết đế trừng đến con mắt lớn tiếng hỏi cưỡi hoàng sư tinh ô thoáng cái từ bên cạnh hắn bay qua mang theo một trận gió để cho ngân đầu yết đế đều không khỏi hít một cái con mắt đường vũ ở trước mặt mất một cái đầu bắt đầu trở về lại vừa là một trận gió xẹt qua ngân đầu yết đế bên người chỉnh hắn có chút mộng bức chỉ thấy đường tam tạng cưỡi hoàng sư tinh tốc độ phi khoái đảo mắt liền còn dư lại một chút điểm đen nhỏ rồi có một câu như vậy từ đường tam tạng trong miệng truyền tới ta đi bộ ngân đầu yết đế hô hấp một hồi một hơi thở thiếu chút nữa không có lên không nổi ngươi hù dọa đi bộ cái gì nha không bây giờ biết rõ toàn bộ tây thiên phật môn đều chú ý tới các ngươi sao một chút gió thổi cỏ lay cũng để cho nhân lo lắng ô ô đường vũ cưỡi hoàng sư tinh ở trên trời gào khóc bay qua lại tản bộ như thế nhìn ta xong rồi cái gì ta đi bộ đi ngang qua ngân đầu yết đế bên người đường vũ lần nữa bỏ lại một câu nói ta tức không chết được ngươi môn sở dĩ đem trương quả lão con lừa kia cho đổi. Không riêng gì lo lắng, bại lộ ở con lừa kia trên người, còn có con kia lừa, cái gì cũng không phải. Này cử sư tử thật tốt, không có chuyện còn có thể đi bộ một chút. Tức tức Tây Thiên Phật môn những thứ này biết độc tử. a nha dời ạ. À. Tức ngân đầu yết đế, sắc mặt đều thay đổi. Liền như vậy. Ngươi yêu đi bộ liền đi bộ đi. Ta hồi Tây Thiên rồi. Chuẩn bị trở về Tây Thiên báo cáo Phật Tổ một tiếng, không có chuyện gì, Đường Tam Tạng đi bộ đây. Ô ô. Bên người một trận gió truyền tới, Đường Vũ Cử Sư Tử xuất hiện ở ngân đầu yết đế bên cạnh, ngươi cắt cái gì đi? Ngân đầu yết đế trừng đến con mắt, nhưng là lại hoàn toàn không thể không biết sao. Tăng tốc. Bên người Hoàng Sư Tinh cũng tăng tốc, đuổi kịp hắn. Lão Ngân, hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi cắt cái gì đi? đường vũ cưỡi sư tử hỏi ta hồi linh sơn ta có thể cắt cái gì đi ngân đầu yết đế bất đắc dĩ tức giận bỏ lại một câu nói lần nữa tăng tốc sẽ linh sơn nhỉ dẫn ta một cái chứ ta cũng đi đi bộ một chút đường vũ cưỡi hoàng sư tin lần nữa đuổi theo chạy tới ta còn chưa có đi quá linh sơn đâu rồi linh sơn dạng gì nhỉ ngân đầu yết đế cũng muốn khóc nếu như như vậy đem đường Tam Tạng mang về Linh Sơn, phỏng chừng Phật tổ cũng phải lột hắn ra. Đường Tam Tạng người này cũng vậy, cưỡi cái gì sư tử đây? Nếu như không cởi sư tử, hắn không phải đi bộ không được sao? Tam ca, ngươi rốt cuộc muốn cắt cái gì? Ngân đầu yết đế ngừng lại, vẻ mặt khổ sở. Bởi vì hắn phát hiện không bỏ rơi được Hoàng Sư Tinh, ở tiếp tục như thế, chỉnh không tốt thật có thể đi theo hắn trở lại Linh Sơn. Người đi lấy kinh, cử sư tử, trực tiếp làm đến Linh Sơn. Suy nghĩ một chút cái hình ảnh kia, ngân đầu yết đế có loại không rét mà run cảm giác. Ta không nói sao? Ta đi bộ. Vừa vặn ngươi hồi Linh Sơn, ngươi dẫn ta một cái chứ, ta cũng đi Linh Sơn nhìn một chút, ta còn chưa từng đi Linh Sơn đâu rồi, Linh Sơn dạng gì nhỉ? Đường Vũ giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo tự như truy hỏi đến. Tam ca, Linh Sơn không xá dạng liền cùng phàm trần tự miếu không sai biệt lắm ngươi đi về trước thỉnh kinh đi đến thời điểm tự nhiên làm theo ngươi liền thấy bây giờ ta đi linh sơn đi bộ một vòng đúng rồi phật tổ có ở đó hay không hắn có thể hay không trực tiếp đem kinh thư cho ta nếu như kinh thư cho ta ta có phải hay không là liền có thể trực tiếp trở lại đại đường rồi hả tam ca ta van ngươi ngươi đi xuống đi đi nơi khác đi bộ đi có được hay không ngân đầu yết đế thật muốn khóc. Nếu như không phải nhìn đường tam tạng là người đi lấy kinh, hắn thật tưởng lộng tử hắn nha. Vậy làm sao như vậy đáng ghét? Ngươi liền cẩn thận lấy ngươi trải qua rồi, không việc gì mù đi bộ cái gì. Tại sao không để cho ta đi Linh Sơn, ta cũng không phải là hòa thượng sao? Ta liền đi bộ một vòng, không việc gì. Đường vũ dây dưa không thả. Cửi hoàng sư tinh không nhanh không chậm đi theo ngân đầu yết đế lại bay xuống đi thật nhanh đến linh sơn rồi ngân đầu yết đế không thể không thay đổi rồi một phía dưới hướng tam ca thỉnh kinh thỉnh kinh nhiệm vụ lớn đợi đến thời điểm ngươi dĩ nhiên là thấy linh sơn dạng gì không nên gấp với nhất thời ngươi đi nơi khác đi bộ một chút được không ta đây hồi đại đường nhìn một chút đại ca của ta đi có được hay không ngươi và phật tổ cho ta xin nghĩ chứ sao đường vũ như cũ vẫn còn ở thao thao bất tuyệt vừa nói đúng rồi lão ngân, thành Phật cảm xúc như thế nào đây? Tiền lương đãi ngộ cái gì có được hay không? Có hay không hai ngày nghỉ, ngủ hiểm một kim cho đóng không? Đối với hắn lời nói, ngân đầu yết đế hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng là phải về đại đường, đây chính là vạn vạn không được. Tam ca, ngươi không thể trở về đại đường, bây giờ ngươi việc cần kiếp trước mắt là thỉnh kinh nhiệm vụ lớn nha. À, cái này ta biết rõ, ta không sao, ta liền đi bộ một chút linh sơn cơm nước kiểu nào có canh sao ngân đầu yết đế im miệng không nói hoàn toàn không nghĩ phản ứng đến hắn rồi lão ngân ngươi nói chuyện nha ta này không phải trước thời hạn hiểu một chút sao ta nghe nói sau này ta cũng có thể thành phật tiền lương cái gì theo tháng mở hay lại là tiền lương hàng năm nhỉ khóc ngân đầu yết đế thật khóc hắn có một loại muốn cho đường tam tạng quỳ xuống xung động Tam ca, ngươi rốt cuộc muốn cắt cái gì? Ta và ngươi, ngươi đi xuống đi. Đi xuống. Đường Vũ hơi nhíu mày, ta ở đi bộ một hồi, có được hay không? Được, đi, Tam ca, ngươi chỉ cần không đi theo ta, ngươi tùy tiện đi bộ. Ngưng đầu Yết Đế thật sự bất đắc dĩ, phất phất tay, tỏ ý khác đi theo hắn, sao đều được. Cái này làm cho Đường Vũ có chút buồn bực. Nhân phẩm của mình như vậy không được sao? khiến người chán ghét sao? A, à, vậy được đi, ta ở đi bộ một chút. Đường Vũ đem sư tử mất một cái đầu. Nhìn Đường Vũ rời đi, Ngân Đầu Yết Đế thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cực nhanh hướng Linh Sơn đi. Trước mặt, Linh Sơn như ẩn như hiện. Đột nhiên bên người một cái thanh âm, hù dọa Ngân Đầu Yết Đế thiếu chút nữa không trực tiếp trồng lăng đi xuống. Trước mặt đó chính là Linh Sơn sao? Thật là lớn nha. Nhìn bên người sư tử đường vũ ngân đầu yết đế tốt nửa ngày đều không có phản ứng kịp tam ca ngươi không phải đi nơi khác đi bộ đi sao này đường tam tạng rốt cuộc muốn làm gì nhỉ thật chẳng lẽ phải dẫn hắn hồi linh sơn nghĩ tới đây ngân đầu yết đế rùng mình một cái khi đó phật tổ cũng phải lột hắn ra hướng hắn trách móc cười một tiếng đường vũ nói ta theo đến ngươi thì sao nhìn hắn cái bộ dáng này phản phất liền là đang nói xem ta thông minh không, ta trộm cắp đi theo ngươi, đi Linh Sơn đi bộ. Tam ca, ta cầu xin, đi xuống đi. Ngân đầu yết đế tràn đầy bất đắc dĩ nói. Phật tổ ở Linh Sơn không? Ta và ngươi nói, đó là ta lai ca, hắn bận rộn không vội vàng nhỉ. Ta tìm hắn uống chút đi. Cách thật xa, đường vũ liền thấy, đại lôi âm tự bản hiệu viết đại lôi âm tự thanh lâu lục chữ to. Hay là hắn tự mình viết đây? không nghĩ tới Linh Sơn chúng Phật lại một cái phát hiện cũng không có. Linh Sơn. Chúng Phật cũng nín thở. Nhất là như Lai Phật tổ sắc mặt âm trầm. Này sao lại thế này? Làm sao còn cấp đường tam tạng mang về Linh Sơn rồi hả? Cái này Hoàng Sư tinh thật thao đảng. Nhưng là giết chết nó, đường tam tạng cưỡi cái gì? Hắn rất có thể tại chỗ ngủ. Lại nói, trương quả lão lừa cũng được ăn. Nếu như khác tọa kỵ, ngươi dám cam đoan đường tam tạng sẽ không ăn ngươi. Vậy làm sao không chiêu, một chút huyết chiêu không có. Nhìn dây dưa ngân đầu yết đế không thả đường tam tạng. Phật tổ, chuyện này. Di lạc Phật hỏi nhìn Phật tổ, phải làm gì? Đường tam tạng cửa sư tử đều phải đến đại lôi âm tự cửa. Chỉnh không tốt hắn đều được đi vào ngồi một chút. Nếu như trực tiếp tìm Phật tổ muốn kinh thư, làm sao bây giờ? như lai phật tổ chân mày quan trọng hơn nhíu lại nặng nề thở dài một cái hắn bước ra một bước xuất hiện ở ngân đầu yết đế bên người nha lai ca đường vũ cười chào hỏi như lai phật tổ trên mặt ngẩn ra này cái gì gọi đáng chết đường tam tạng bất quá mơ hồ nhớ cùng đường tam tạng lúc uống rượu sau khi tự hồ thật đúng là xưng hô như vậy có chút không nhớ rõ rượu thật không có thể uống nhiều như lai Phật tổ hướng về phía ngân đầu yết đế sử một cái ánh mắt, ý kia là ngươi cút nhanh lên con bê đi, nơi này giao cho bổn tọa tới xử lý. Đối với Phật tổ ý tứ, ngân đầu yết đế tự nhiên biết. Xoay người bay nhanh rời đi. Tốc độ phi khoái, phản phất phía sau có người đuổi giết hắn tựa như. Ai, lão ngân. Nghe được đường vũ tiếng kêu, ngân đầu yết đế rung một cái, thiếu chút nữa không té xuống. Nhìn ngân đầu yết đế không có lý tới chính mình, đường vũ thở dài. Đường tam tạng, tây hành thỉnh kinh nhiệm vụ lớn, ngươi bỏ mặt, tới ta đây Linh Sơn vì chuyện gì? Như Lai Phật tổ tràn đầy uy nghiêm nói. Lão tiểu tử này ngưu khí đứng lên. Quên cùng mình lúc uống rượu sau khi rồi. Đường vũ nói, Lai ca, ta đây tới đi bộ một vòng, vừa vặn gặp ngân đầu yết đế, ta tâm tư tới Linh Sơn nhìn một chút. Đúng rồi, Lai ca, kinh thư có thể trực tiếp cho ta không? ta tới một chuyến không dễ dàng ta trực tiếp mang đi nghe vậy như lai phật tổ trên mặt thịt béo không khỏi co quắp một cái trực tiếp cho ngươi khi tây du lượng kiếp còn chơi một thí lúc đó cần gì phải đặt kế hoạch cho ngươi tới trăm ngàn cây đắng lấy tây kinh trực tiếp để cho tôn ngộ không sao đi qua không thì xong rồi sao đường tam tạng tây hành thỉnh kinh yêu cầu trải qua lần kiếp nạn nếu không như vậy làm sao có thể lấy được đại thừa phật pháp mặc dù thỉnh kinh đường xá gian khổ nhưng là ngươi muốn tuân thủ bản tâm thời khắc nhớ trách nhiệm nặng nề như lai phật tổ ngữ trọng tâm trường nói nhưng mà tâm lý lại trầm tư có muốn hay không thừa cơ hội này tìm đường tam tạng hối đoái nhiều chút thuốc lá đây liền như vậy vừa mới quyên góp xong cứ như vậy quan minh chính đại hối đoái không tốt sao cũng phải trộm cắp đi hối đoái như vậy nha đường vũ nhìn như rất là thất vọng thở dài. Như lai Phật tổ có chút ngạch thủ, đường tam tạng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể sinh ra buông tha chi tâm, Tây Thiên Thủ Kinh chính là trách nhiệm nặng nề, có đại công đức. Lai ca, ngươi nói quá thâm ảo rồi, ta nghe không hiểu. Đường vũ nói, bận rộn không vội vàng. Tan sở chưa? Từ. Cái này làm cho như lai Phật tổ vẻ mặt mộng bức nhìn hắn, hoàn toàn không biết rõ lời này là ý gì tìm địa phương uống chút đi đường vũ đề nghị nói còn uống bởi vì uống rượu vấn đề đại lôi âm tự cũng bị lấy sạch nếu như uống nữa như lai phật tổ đều lo lắng đại lôi âm tự có thể hay không liền cả ngọn núi cũng không có bất quá lần trước là bởi vì đại lôi âm tự không người canh giữ chúng phật đều đi ra ngoài du lịch đi cho nên mới đưa đến chiêu tạch bây giờ phật môn chúng phật đều ở chỗ này cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đi Uống chút. Như Lai Phật tổ thật là có điểm tâm động. Muốn biết rõ, lúc ấy mang về kia hai bình nhị oa đầu, bất tri bất giác bị chính hắn uống không có. Một cái nữa bây giờ cũng không có khói. Cũng không thể trực tiếp hối đoái. Cái này cùng Đường Tam Tạng uống chút, chung quy không thể nhìn mình làm trong ngóng chứ. Còn nữa, Như Lai Phật tổ cũng thật thích cái loại này hơi say cảm giác. Như vậy tùy tiện đi ra ngoài uống rượu, tự hồ không tốt sao? nhưng là vừa nghĩ tới mình là lão đại tự hồ cũng không có cái gì có thể cùng người đi lấy kinh uống rượu này không phải trễ nải thỉnh kinh đại nghiệp sao bất quá này đường tam tạng cưỡi sư tử mù đi bộ cũng không có cách nào cũng sớm đã làm trễ nải cũng không kém ở trễ nải một chút nhìn phật tổ động lòng đường vũ tiếp tục nói uống chút đi đi lai ca như lai phật tổ căng thẳng chốc lát gật đầu một cái ngươi đã thịnh tình khó chối từ như vậy bản tọa liền cố mà làm đáp ứng đi. Người này giả bộ. Đường vũ ở tâm lý kinh thường cười một tiếng. Chỉ là bổn tọa còn cần giao phó một ít chuyện. Lai ca, ngươi trước bận rộn ngươi đi, ta ở đi bộ một chút, một hồi ngươi tìm ta là được. Đường vũ nói xong, cử sư tử liền chạy. Như lai Phật tổ nhìn cử sư tử đường vũ, chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Này có thể ai làm? nếu như mỗi ngày đều như vậy đi bộ kia không phải chuyện xấu sao đi vào đại lôi âm tự thanh lâu như lai phật tổ nói bổn tọa đi ra ngoài làm ít chuyện sau này liền về hắn ý này rất rõ ràng các ngươi coi trọng gia đừng nửa chiêu tạch bất quá nghĩ đến hẳn không có thể bởi vì đại lôi âm tự đã cái gì cũng không có cũng bị lấy sạch đường vũ cưỡi sư tử Thấy cách đó không xa Lý Tĩnh cầm trong tay một cái thông suốt răng nhe răng chén bể, hơi sững sờ. Sau lưng hắn còn đi theo một ít thiên binh. Thác tháp Lý Thiên Vương biến thành ký thác chén thiên vương rồi, hay lại là một cái thông suốt người môi giới chén. Khóe miệng của đường vũ không khỏi co quất một cái. Lý Tĩnh đám người nhìn đường tam tạng cưỡi sư tử, ô ô chạy tới, cũng đều tại chỗ lăn ngay tại chỗ. Vụ tàu. Này người đi lấy kinh xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Vương ngươi cắt cái gì đi? Đường Vũ nhìn Lý Tĩnh trong tay chén bể, ngươi cái này chén thật rất khác biệt nha. Lý Tĩnh trừng đến con mắt, hắn cũng cảm thấy bưng chén, có chút không ổn. Nhưng là đồ chơi này nhưng là chuẩn thánh pháp bảo, mặc dù lộ ra một cái thông suốt người môi giới, nhưng là cũng vượt xa hắn cái kia linh lung bảo tháp. Hơn nữa hắn linh lung bảo tháp, đã bị mất, đến bây giờ còn không có tìm được, Lý Tĩnh đã không ôm ấp cái gì hy vọng. Bỏ liền bỏ đi, ngược lại cái này chén bể cũng rất tốt xứ. Nhìn Lý Tĩnh không nói gì, nhìn phía sau những thứ kia thiên binh, đường vũ bừng tỉnh như vậy nói, há, mang binh đây là đi làm ai nhỉ? Mặc dù thất tiên nữ đã trở lại sáu cái, nhưng là tối tiểu tiên nữ vẫn chưa về. Ngọc đế phái hắn đi đem tiểu thất mang về đi. Đường tam tạng, ngươi không cố gắng thỉnh kinh, cử sư tử đầy trời đi lung tung, không biết có chuyện gì. Lý tỉnh nắm chén bể, tràn đầy uy nghiêm nói không khỏi giật giật cái mông. Bên trên lần bị thương này còn chưa lành, ở hỏa vân động lại bị người thọc xuống. Thậm chí còn thiếu chút nữa không có bị đè chết. Mặc dù Ngọc Đế thông qua đang dược, cho hắn chữa hết. Nhưng là thí nơi này cổ, làm thế nào cũng không thoải mái. Từ đầu đến cuối cũng như có như không có một loại sền sệt cảm giác, rất không dễ chịu. Bất quá bây giờ Lý Tĩnh mang nhiều rồi nhiều cái miếng lót đáy dày tử. Dùng để đệm cái mông ta, ta không sao, ta đi bộ. Đường Vũ cử sư tử đi, Lý Thiên Vương, ngươi bận rộn đi. ở phía dưới một nơi không người đảo nhỏ, Đường Vũ tỏ ý hoàng sư tinh hạ xuống. ngay sau đó chuẩn bị một ít đồ nhắm rượu, nướng toàn bộ dê, nướng tí tách bốc lên dầu. không quá nhân gia như lai phật tổ phải không ăn thức ăn mặn, hắn còn rất là quan tâm chuẩn bị mấy trái dưa leo, đại hột tiêu, cà chua, hệ thống có hay không cái loại này để cho người ta mất đi pháp lực đang dược đường vũ hỏi hệ thống rất nhanh hệ thống cho ra trả lời tán linh đan chú thích đối thánh nhân không có hiệu quả thánh nhân bên dưới dùng pháp lực biến mất một tháng hoàn toàn biến thành phàm nhân hai triệu khí vận giá trị yêu có muốn hay không không muốn kéo xuống mặc dù hơi nhỏ đắt nhưng là đường vũ hay là trực tiếp đổi rất nhanh như lai phật tổ liền chạy tới nhìn trước mặt đường vũ nướng toàn bộ dê, tí tách bốc lên dầu, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đang nhìn nhìn trước mặt mình, mấy trái dưa leo, đại hột tiêu, cà chua. Lai ca, tới. Đường vũ rất là hơi nóng chiêu đãi đứng lên, ngay sau đó xuất ra một gói thuốc lá đưa cho Như Lai Phật Tổ. Con mắt của Như Lai Phật Tổ sáng lên, gấp vội vàng đốt một cây, hút. Đến, Lai ca. Đường vũ dơ ly rượu lên, kính ngươi một ly. Như Lai Phật tổ cho mày, như cũ còn mang theo sầu bi. Cầm ly rượu lên, một cái thì làm tiếng vào. Hơi có chút mượn rượu tiêu sầu ý tứ. Nhìn Như Lai Phật tổ uống xuống dưới. Đường Vũ trong bụng cười thầm. Lai ca, ngượng ngùng, tiếp theo một tháng, chính ngươi ở hoang đảo chơi đùa đi. Hoang đảo cầu sinh, ngươi phải cố gắng lên. Không sai. Như Lai Phật tổ uống ly rượu kia, đường vũ đem tán linh đang đặt ở bên trong mà hòn đảo này, hắn đã vừa mới quan sát qua. Tuyệt đối hoang tàn vắng vẻ, bốn phía đều là biển khơi. Vừa nghĩ tới Như Lai Phật tổ một người diễn ra hoang đảo cầu sinh, hắn có một loại buồn cười xung động. Lai ca, đây là thế nào? Đường Vũ nắm tiểu đao, từ nướng toàn bộ dê bên trên phiến xuống một miếng thịt, thả vào trong miệng mình. Cái này lại để cho Như Lai Phật tổ không ngừng nuốt nước miếng. Thấy Phật tổ cái bộ dáng này, Đường Vũ âm thầm cười một tiếng đem thịt dê thả vào trong miệng mình, ung dung thông thả ăn. Tham chết ngươi nha. Phật tổ, ăn nha, ăn nha, đừng khách khí. Đường vũ chỉ trước mặt hắn kia mấy trái dưa leo, đại hột tiêu. Như lai Phật tổ hừ một tiếng, lần nữa cho mình rót rồi một ly rượu. Mượn rượu tiêu sầu. Phật môn xảy ra lớn như vậy chuyện. Có thể không buồn rầu sao? Lai ca, ngươi đây là sao? Có chuyện gì cùng lão đệ nói một chút chứ sao Đường vũ tâm lý cùng tựa như gương sáng Nhưng mà vẫn còn ở biết rõ còn hỏi Theo hai ly rượu xuống bụng Như lai Phật tổ sắc mặt biến thành nhỏ hồng nhuận Lão đệ nha, không nói, không nói Như lai Phật tổ vẻ mặt buồn rầu Tự mình uống rượu Đường vũ cũng không có ở truy hỏi Phụng bồi hắn uống Một lát sau, hai người lần nữa lão đệ Lai ca xưng hô đứng lên ngươi nói mẹ hắn kỳ quái không linh sơn lại gặp tặc ta cũng không dám tin tưởng tên tặc này còn cái gì cũng trộn nhìn cái gì cầm cái gì uống một chút rượu duyên cớ như lai phật tổ hướng về phía đường vũ đại tố khổ càng tuổi thân là còn bị chuẩn đề cho đập chừng mấy miệng rộng tử bất quá như vậy mất mặt sự tình là quả quyết không thể cùng đường tam tạng nói mất mặt sự tình chính mình biết rõ thì phải đường vũ cố làm ngạc nhiên cái này, Phật tổ, điều này sao có thể? Đại lôi âm tự lại bị trộn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, theo lý thuyết, người khác không thể nào biết rõ Phật môn bảo khố cụ thể vị trí cái gì nha, cũng không thể sạch sẽ như vậy lưu loát, có phải hay không là? Nghe vậy, ánh mắt của Như Lai Phật tổ nhất thời sáng lên. Vụ tào. Rất có thể. Đường Tam Tạng nói quá có đạo lý. Bổn tọa làm sao lại bỏ quên một điểm này đây? Phật môn bảo khố trừ đi một tí chủ yếu Phật đà ngoại, ai cũng không biết rõ ở đâu, hơn nửa mặt trên còn có đến hắn bố trí pháp thuật cấm kỵ. Như thế này mà bị trộm không có. Thủ đoạn sạch sẽ gọn gàng. Xem ra, rất có thể là Phật môn vấn đề nội bộ. Như lai Phật tổ ngậm thuốc lá cuốn, mị đến con mắt. Những thứ này Phật đã nói muốn đi ra ngoài du lịch, đi bộ một vòng, vì rất có thể chính là cái này mục đích. Thừa dịp Linh Sơn trống trải lúc không người, tới ăn trộm linh sơn bảo khố. Vụ tàu Nhất định là như vậy. Phật môn còn có nội gian, đã để cho quan âm Bồ Tát đi ra tìm. Bây giờ xem ra, rất có thể là cái này nội gian làm. Giờ khắc này như lai Phật tổ, tự như thể hồ quán đính một dạng chỉ cảm thấy hiểu ra. Nhất định là Phật môn nhân viên nội bộ làm. Không chạy. Tự hồ có ý nghĩ, như lai Phật tổ cầm lên một ly rượu chỉ làm, hướng về phía đường vũ giơ ngón tay cái lên. Lão đệ, nghe ngươi nói như vậy, đại ca hiểu ra. Ngươi nói đúng vô cùng, rất có thể là Phật môn vấn đề nội bộ. Búng một cái cho thuốc lá, như lai Phật tổ tiếp tục đem yên ngậm lên môi. Thực ra ta cũng sớm đã hoài nghi đến Phật môn có nội gian, hơn nữa chuyện này ta hoài nghi chính là nội gian làm. Đường vũ nhất thời có chút suy tư, hắn chẳng qua là nói đơn giản xuống đem ăn trộm chuyện này dẫn tới bọn họ trên người phật môn để cho bọn họ nội loạn đi đi không nghĩ tới còn lại lời nói hoàn toàn không cần nói nhân gia lai ca chính mình liền liên tưởng đến không hổ là tây thiên lão đại này suy một ra ba năng lực chặt chặt bội phục Khi lai ca ngươi có hoài nghi người sao đừng vũ lần nữa cho hắn rót rồi một ly rượu như lai phật cổ nấc rượu mặt đỏ bừng cặp mắt cũng mê ly tạm thời còn không có nhưng ta phỏng chừng chắc là mấy cái như vậy nhân hắn đối tượng hoài nghi đều là đã từng từ xiển giáo phản bội người từng trải quan âm bồ tát đường vũ thử thăm dò hỏi muốn nhìn một chút có không có hoài nghi đến trên người quan âm bồ tát như lai phật tổ lay động đầu cái này không thể nào bổn tọa phi thường tin tưởng nàng lão đệ ngươi suy nghĩ một chút không nói xa cách chúng ta liền nói linh sơn ăn trộm chuyện này đi quan âm bồ tát vẫn luôn ở hỏa vân động ngoại hơn nữa còn hộ tống bổn tọa hồi linh sơn nàng có cơ hội ăn trộm sao không thể nào ngay từ đầu hắn quả thật uống nhiều rồi nhỏ nhặt rồi nhưng là sau đó bấm ngón tay tính toán cũng liền cái gì cũng biết nói thật hắn cũng cảm giác thật mất mặt lai like ca này xác thật phân tích như vậy có thể thấy không chút nào hoài nghi đến trên người quan âm bồ tát hơn nữa còn phi thường tín nhiệm nàng ừ lai ca ngươi nói phi thường có đạo lý uống rượu uống rượu như lai phật tổ mắt say mông lung cầm ly rượu lên cùng đường vũ đụng một cái nhìn không sai biệt lắm đường vũ đứng lên nói lai ca ta phải đi trước ta còn phải thỉnh kinh đây cái này làm cho như lai phật tổ hơi kinh ngạc một cái hạ đến cái gì gấp uống biết không được thỉnh kinh đây là đại sự, tuyệt đối không thể trễ nải. Đường Vũ Nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn đã cưỡi rồi Hoàng Sư Tinh, Lai Ca, ngươi ở nơi này mạng mạng uống, lão đệ đi trước, có cơ hội, có cơ hội chúng ta uống nữa. Như Lai Phật tổ cao mày, phất phất tay, tỏ ý hắn có thể đi. Ở đường Vũ trước khi rời đi, vô tình hay cố ý cho cái kia nướng toàn bộ dê đá xuống biển. Như Lai Phật tổ có chút bất mãn, còn tâm tư chờ Đường Tam Tạng đi nếm thử một chút cái gì vị đâu rồi, nhưng là lại bị một cước đá xuống biển. Cửi sư tử lên thiên. Đường Vũ vô tình hay cố ý vung tay lên. Che đậy thiên cơ đại trận, trực tiếp đem này phương cái đảo thiên cơ cũng che mắt. Mà giờ khắc này Như Lai Phật Tổ hoàn toàn không có phát hiện tại có gì khác nhau đâu dạng. Hắn cầm lấy còn lại nửa chai rượu, tự mình uống. Đem rượu uống chút giọt không dư thừa lúc này mới chuẩn bị trở về Linh Sơn. Đứng lên một khắc kia, như lai Phật tổ nhất thời cả kinh. Vụ tào. Pháp lực đây. Trong cơ thể rỗng tuyết, không thấy chút nào phát lực. Chủ yếu nhất trong mơ hồ, hắn cảm giác bụng có chút đói. Vụ tào, xảy ra chuyện gì? Như lai Phật tổ nóng nảy quát to lên, chưa từ bỏ ý định thử, ta bay. Ba. Mập mạp thân té lăn quay trên bờ cát thật lâu hắn mới đứng dậy chỉ thấy ở bãi các nơi xuất hiện một cái nhân hình vết tích như lai phật tổ hoàn toàn sợ hãi đứng lên cả người không khỏi run rẩy mồ hôi lạnh trên trán quét quét chảy ròng ta bay chưa từ bỏ ý định lần nữa bay một lần vẫn như cũ nằm trên đất mũi cũng làm chảy máu cái này không thể nào nhỉ tại sao có thể như vậy như lai phật tổ mộng ép chính mình pháp lực không có hơn nữa còn cảm thấy đói bụng rồi này rõ ràng cho thấy đã biến thành phàm nhân trạng thái. A, à, cứu mạng nha, cứu mạng nha. Như lai Phật tổ quát to lên, ngay sau đó tinh thần phục hồi lại, chính mình kêu to, tự hồ không ổn, nếu như bị thiên đình nhân biết, vậy bọn họ cũng phải chết cười. Dù là lạc đến nông nổi này rồi. Như lai Phật tổ còn phải duy trì này chính mình chỉ có tôn nghiêm. Quét một chút, mấy cái sa ngư hướng ra mặt biển. Bị dọa sợ đến như lai Phật tổ giật mình một cái, Ta sao nha." Hắn vội vàng lần nữa hướng trên đảo chạy mấy bước. Máu mũi vẫn còn ở chảy, hắn tiện tay lau thoáng cái. Hắn thấy, này rất có thể là một giấc mộng. Không thể nào, chính mình pháp lực làm sao có thể không có đây. Đây hoàn toàn không thể nào, ngủ, có lẽ tỉnh ngủ. Pháp lực trở về. Như Lai Phật tổ trực tiếp nằm ở trên đất, uống một chút rượu vấn đề, rất nhanh thì đã ngủ trong mơ hồ có sói tru vang dội ở toàn bộ cô đảo bên trên. Như Lai Phật Tổ đột nhiên ngồi dậy, chỉ thấy ở cách đó không xa, có hai đôi con mắt, đang ở tử nhìn chồng chọc hắn đây. Vụ tàu Như Lai Phật Tổ kinh hải, hướng bốn phía nhìn một chút, chọn lựa một viên tương đối tốt nằm úp sắp thụ. Quét quét mấy cái thì làm lên rồi. Đừng xem Như Lai Phật Tổ có chút mập, nhưng là leo cây vẫn tương đối nhanh. Có thể là cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, bước ra tiềm lực thân thể con người. Chỉ trên người là cà sa, bị nổi thành từng cái rồi. Nếu như mình có đến pháp lực, còn đi quan tâm những thứ này sao? Đùa! Cửi thân cây, như lai Phật tổ hướng không trung trăng sáng nhìn. Tự hồ là đang suy tư nhân sinh. Theo đường vũ cửi sư tử qua lại đi bộ. Ngay từ đầu tôn ngộ không còn rất là lo lắng, nhưng lâu ngày, đã thành thói quen. Đường vũ tự hồ phát hiện tân bảo dấu tựa như đi một hồi, thì phải cưỡi sư tử, trời cao chơi một chút. Làm cho cả Phật môn, cũng không thể làm gì. Ngươi cho rằng là hắn muốn trở lại Trường An, vội vàng để cho người ta hỏi một tiếng. Nhân gia sẽ nói cho ngươi biết, ta đi bộ đây. Tứ phương yết đế này mấy ngày đều gầy đi trông thấy, khóc mắt phát thanh, cũng thờ ơ vô tình mà bắt đầu. Nơi này mặc dù Phật tổ tạm thời vắng mặt, nhưng là thỉnh kinh đại nghiệp như cũ do di lạc Phật nhiên đăng cổ Phật đang ngó chừng chỉ là như lai phật cổ làm gì đi này cũng hai ba ngày rồi thế nào còn không có trở lại chẳng nhẽ hắn cũng đi bộ đi nhìn đường tam tạng cử sư tử lên thiên ngân đầu yết đế bản năng xông ra ngoài nhưng mà còn không chờ đến đường tam tạng bên cạnh đây hắn cửi sư tử đã đi xuống ngân đầu yết đế mặt không chút thay đổi lần nữa quay trở về linh sơn tựa như nói đã thành thói quen một màn này thẫn thờ chết lặng mấy ngày nay bọn họ tứ phương yết đế nhưng là không ít chạy. Đường Tam Tạng có một chút dị động, liền do bọn họ ra tay. Nhưng là một khi bị đường Tam Tạng cuốn lấy, còn phải đủ loại hỏi. Bây giờ đối với đường Tam Tạng, tứ phương yết đế đều có xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Bởi vì quá mẹ hắn đáng ghét rồi. Này Phật tổ thế nào còn không có trở lại? Di lạc Phật cao mày. Lúc đó như lai Phật tổ nói chỉ là, bổn tọa có chút việc, sau đó liền đi ra ngoài. Nhưng là đi nơi nào, bọn họ cũng không biết rõ. Giờ phút này do Di Lạc Phật tới chú ý Tây Hành đoàn người, hắn mẹ hắn mới cảm giác được như lai like Phật tổ không dễ nha. Thật sự là quá khó khăn rồi. Không thân ở kỳ vị, không biết đem mệt mỏi nha. Người lão tăng này cũng cảm giác có chút kỳ quái. Nhiên đăng cổ Phật nói, Phật tổ có phải hay không là đi đến rồi thiên đình. Muốn biết rõ, Lúc ấy Như Lai Phật Tổ cùng Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện với nhau, bọn họ đều là nghe được. Con mắt của Di Lặc Phật sáng lên, chỉ Hàng Long La Hán nói, liền do Hàng Long La Hán đi đến Thiên Đình, nhìn Phật Tổ có hay không ở nơi nào. Tôn Phật chỉ. Hàng Long La Hán nhận Phật chỉ, trực tiếp đi đến rồi Thiên Đình. Nhưng là Tả Đẳng Hữu Đẳng cũng không có trở lại tới. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho Ngân Đầu Yết Đế lần nữa đi điều tra một phen. Sau một hồi, ngân đầu yết đế vội vàng chạy về, di lạc Phật, không xong, hàng long la hán để cho thiên đình cho giữ lại. Nhất thời Linh Sơn chúng Phật cũng tập thể mộng ép. Cái gì gọi là bị thiên đình cho giữ lại? Ngân đầu yết đế miệng to thở dốc hai tiếng, nói, Ngọc Đế nói, chờ đợi như lai Phật tổ đến cửa cho hắn một câu trả lời, liền thả hàng long, bằng không liền tạm thời ở lại hắn thiên đình làm khách. Vụ tào Di lạc Phật thấp mắng nhỏ một tiếng, quá cũng như vậy hiểu được. Phật tổ cũng không có ở thiên đình, vậy hắn cắt cái gì đi cơ chứ? Vấn đề không lớn, không nên hốt hoảng. Nhiên đăng cổ Phật nói, chuyện này, bọn chúng ta Phật tổ trở lại, ở do hắn tới an bài, hàng long la hắn tạm thời lưu ở thiên đình hoàn toàn không có chuyện gì, chúng ta Linh Sơn còn có thể tiết kiệm một chút tiền ăn uống. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là như lai Phật tổ đi đâu? Này ai biết rõ đi đâu nhỉ? đều tại mộng bức chính giữa. Mặc dù lúc trước Như Lai Phật Tổ cũng rời đi, nhưng là tối thiểu còn biết rõ hành tích quỷ tích, hơn nữa cũng không hề rời đi lâu như vậy. Có lẽ là Phật Tổ chính đang xử lý đến chuyện gì đi, không nên gấp gáp. Di Lặc Phật nói, cũng chỉ có thể như thế chờ đợi. Nhiên đăng cổ Phật đọc một câu Phật hiệu. Hắn cũng không có biện pháp nào. Nếu như nếu như Như Lai Phật Tổ cố ý chơi đùa mất tích, ai cũng không tìm được. Các ngươi nói có phải hay không là Phật tổ áp lực quá lớn Chính mình trộm cắp đi ra ngoài đi bộ đi Còn không muốn để cho chúng ta quấy rầy Ngân đầu yết đế không xác định nói Nghe vậy Di lạc Phật cùng nhiên đăng cổ Phật liếc nhau một cái Ồ Tự hồ cũng có khả năng này Ngay sau đó chúng Phật cũng yên tâm Dù sao như lai Phật tổ lớn như vậy Cũng không phải hài tử Hay lại là chuẩn thánh tu vi Cho nên, thật rất có thể chính mình trộm cắp đi ra ngoài giải sầu đi bộ đi hạ giới đường vũ cưỡi sư tử chậm rãi đi mấy ngày nay cho linh sơn dày vào quá sức về phần như lai phật tổ ngạch không biết rõ hắn ở hòn đảo nhỏ kia bên trên sinh hoạt thế nào đường vũ đột nhiên có một loại muốn mau chân đến xem cảm giác chỉ là muốn nghĩ hay lại là liền như vậy suy nghĩ một chút người kế tiếp kiếp nạn là đồ chơi gì rồi hả sư phó không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát chứ hai ngốc tử đề nghị đứa nhỏ này đi một chút liền mệt mỏi u tây thời điểm còn phải uống thuốc thận không được đường vũ hiểu hướng bốn phía nhìn một chút đây là hoàn toàn trống trải rừng cây đường vũ xuống sư tử tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát đi ngô hố nhìn một chút trên núi có không có món ăn thôn quê. Đúng sư phó. Tô ngộ không nắm kim cô bỗng đi khắp núi đi dạo lung tung. Tam lăng tử để hành lý xuống cái thúng, ngồi xuống, cắm đầu không nói, theo thói quen hái cổ hạ bên trên vòng cổ, bắt đầu cuộn lại. Chính đầu khô lâu bị bàn sáng loáng. Tam lăng tử, đợi đến thời điểm có cơ hội, vi sư cho ngươi đem sợi dây chuyền kia lần nữa chỉnh ngay ngắn một cái, trang sức xuống. Cái này thì chính đầu khô lâu, nhìn cũng quá nhàm chán. Ngược lại này tiếp tục, yêu quái có lúc, có thể lên trên ở thêm một chút đồ trang sức. Trong chốc lát, tôn ngộ không nắm hai con thỏ hoang đi trở về rồi. Vài người vội vàng nổi lửa, bắt đầu nướng bên trên. Một nơi trên đảo nhỏ. Một người, mặc quần đỏ sái nhân, không, giờ phút này quần đỏ sái đều đã không nhìn ra hồng sắc, nhìn đen thui thùi lùi. Bụng xì xào vang lên, đói a à, Hắn đứng lên, đi tới lui mấy vòng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tây thiên những người đó đều phải chết sao? Bổn tọa chưa có trở về đi, cũng sẽ không bấm ngón tay tính một chút không? Đói nha. Hai ngày đều không có ăn cơm. Hướng bốn phía nhìn một chút, hắn muốn tiến vào rừng cây sâu bên trong, nhưng là vừa sợ hãi có giả thú cái gì. Hai ngày này cũng sao cũng không có sao ngủ. Đầu một đêm gặp lang, bất đắc dĩ lên câu mới vừa ngày thứ hai buổi tối vốn cho là trên tàn cây đã an toàn nhưng là một con đại mãn xà làm qua trực tiếp cho như lai phật tổ hù dọa từ trên cây rớt xuống trên trán dập đầu rồi một cái túi lớn hắn a a hét to hai tiếng đi tới một cái bên cây nhìn một chút há mồm chạy vỏ cây liền gặm đi xuống không ăn không được đói không chịu nổi như lai phật tổ cũng hoài nghi chính mình có thể hay không bị chết đói. thực ra chết đói cũng không có cái gì, xuống địa phủ cũng không có vấn đề. nhưng là mất mặt nha. chính mình đường đường Tây Thiên Giang Bả Tử lão đại, không có pháp lực bị chết đói rồi. vậy hắn sau này cũng không cần lan lộn. cho nên Như Lai Phật Tổ còn đang dùng dằng. dù là chỉ còn một cái quần cộc tử, hắn cũng đang giải dụa. bởi vì hắn đang các loại đợi Linh Sơn Nhân tìm đến đối với đột nhiên mất đi pháp lực sự tình, dựa theo như lai Phật tổ suy đoán, rất có thể hay lại là biến số nhúng tay. Chính mình hẳn là bất tri bất giác rồi cấm kỵ loại. Chỉ cần tìm được Tây Phương hai vị thánh nhân, hóa giải dễ như trở bàn tay. Vỏ cây nghẹn hắn mắt trợn trắng, ca ca ho khang, thật sự là không nuốt trôi, không thể làm gì khác hơn là phun ra ngoài. Chẳng nhẽ bổn tọa thật muốn bị tư sống chết đói. Như Lai Phật Tổ đột nhiên nổi lên một ý nghĩ như vậy. Ô gào. Có sói tru âm thanh truyền tới, như lai Phật tổ từ bên cạnh sờ lên một cái nhánh cây tử, vẻ mặt phòng bị. Cũng còn khá, thanh âm dần dần biến mất. Cái này làm cho hắn không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nhưng là đói nha, này được trách chỉnh. Việc cần kiếp trước mắt là tìm nhiều chút ăn. Kết quả là, mặc quần cộc tử như lai Phật tổ ở bờ biển hoảng đảng. Thực ra hắn người xuất gia hẳn ăn chay, nhưng là bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Có cái gì thì làm cái gì đi Còn cái gì mẹ hắn quy củ Vận khí rất là không tệ Ở bờ biển nhặt được một ít tiểu con cua Ốc biển loại Hắn trực tiếp ăn sống Không biết rõ có phải hay không là Thời gian dài không có ăn phàm trần vật Như lai Phật tổ không bao lâu Cũng cảm giác được đau bụng Bắt đầu vọt hi Suốt phóng một ngày Hắn đã bắt đầu hư nhược Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy đi trông thấy Nằm ở bờ biển, hắn liền quần cũng không có khí lực nhất rồi. Cứ như vậy nằm ngửa ở phía trên. Cũng phí hoa thịt, nhìn tự hồ cùng động vật gì tử thi tựa như. Theo thời gian đưa đẩy, đã qua đã mấy ngày. Linh Sơn chúng vật nhất thời khẩn trương lên. Vụ tào Như Lai Phật tổ đây là làm gì đi? Hoàn toàn không nên nha. Nhiên đăng cổ Phật bóc tính một chút, căn bản không tính ra. Bất đắc dĩ đi tới hồng hoang sâu bên trong, cầu kiến hai vị thánh nhân. Theo tiếp dẫn tiếp tục suy tính, hắn mặt liền biến sắc, không được, xảy ra chuyện. Thậm chí ngay cả hắn đều không tính ra, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Một cái khả năng chính là thánh nhân nhúng tay, cái này hẳn không phải. Dù sao không có ai sẽ tính như vậy tính toán Tây Thiên Phật Môn, hơn nữa phía sau còn có này hai người bọn họ thánh nhân ở chỗ dựa. Còn có một cái khả năng chính là biến số đang nhúng tay. Bất quá, theo tiếp dẫn, rất có thể là biến số vấn đề, đưa đến. Nhất thời, Tây Thiên chúng Phật kinh hải. Như Lai Phật tổ ném. Vụ tào. Khi mẹ hắn còn tâm tư gì chứ? Phải mau tìm nha. Bất quá, Di Lạc Phật còn trước thời hạn nói cho mọi người một tiếng. Phật tổ mất rồi, này không phải là cái gì hào quang sự tình, mọi người trộm cắp tìm. Ngàn vạn lần chớ lộ ra. Lặng lẽ giọt, bắn súng giọt không muốn kết quả là linh sơn lần nữa trống không đứng lên có một cái tính một cái toàn bộ đều đi ra ngoài tìm như lai like phật tổ đi về phần đường tam tạng đoàn người khoảng cách người kế tiếp kiếp nạn còn có chút khoảng cách cho nên tạm thời không cần quan tâm lại nói dù là cũng đã khi đến cái kiếp nạn cũng không quản được nhiều như vậy phật tổ mất rồi này mẹ hắn mới là đại sự nha đường tam tạng thích làm sao đi bộ thế nào đi bộ đi đi chỉ cần không quay đầu chạy là được. Đối với thỉnh thoảng từ phía trên bay qua Phật Đà, đường vũ tự nhiên cảm thấy. Khẳng định cũng là bởi vì như lai like Phật tổ chuyện này. Cảm thấy ngân đầu yết đế khí tức, hắn cưỡi sư tử nên đón. Ngân đầu yết đế thấy đường vũ, nước mắt thiếu chút nữa không đi xuống, xoay người chạy. Nhưng là hoàng sư tinh tốc độ phi khoái, đuổi theo. Lão ngân, các ngươi đây là làm gì vậy? Đường vũ cưỡi hoàng sư tinh không nhanh không chậm hỏi. Một ít Phật đã cách thật xa, nhìn một cái là đường Tam Tạng, nhất thời rối rít quay đầu chạy. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cái này làm cho Đường Vũ có chút buồn bực. Xảy ra chuyện gì? Nhân phẩm của mình kém như vậy sao? Hắn ký được bản thân tiếng tâm luôn luôn là không tệ. Ngược lại chính mạng mạng cùng chỗ hắn, nơi không tốt chính ngươi tìm nguyên nhân đi. Tam ca, không việc gì, không việc gì. Ngân đầu ít đế lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, tam ca, bằng không ngươi đi nơi khác, đi bộ một chút, lão đệ còn có việc. Ngươi có chuyện gì, hồi Linh Sơn sao? Ta cũng đi đi bộ một chút, ai nha, Linh Sơn thật lớn nha, đáng tiếc lần trước ta cũng tới cửa rồi, các ngươi cũng ngươi không để cho ta đi vào. Tam ca, không phải, không trở về Linh Sơn, mà là thật có chuyện, thật có chuyện, bỏ qua cho lão đệ có được hay không, để cho lão đệ đi trước, có cơ hội, ta mới phụng bồi tam ca sướng trò chuyện, ngài thấy thế nào? Lão Ngân, tại sao ta cảm giác ngươi có chút phiền ta ư? Ta đây sao tuyển người phiền sao? Ngươi tuyển người phiền, ngươi còn biết rõ đây. Đương nhiên lời này là Ngân đầu yết đế ở trong lòng nghĩ, không dám nói ra rồi. Không có, tuyệt đối không có, tam ca, ta này không phải có chuyện gì sao? Thật có chuyện, hiện tại Phật môn là thời buổi rối loạn, phật tổ để cho chúng ta xử lý một ít chuyện ừ cụ thể chuyện gì không có phương tiện cùng ngươi nói còn phật tổ đây các ngươi tổ còn ở trên đảo sinh hoạt đâu rồi đã trở về đến nguyên thủy thời đại a à, như vậy nha thấy cách đó không xa di lặc phật ánh mắt của đường vũ nhất thời sáng lên hướng di lặc phật bay đi mà ngân đầu yết đế xoay người chạy tốc độ phi khoái lục soát một chút có này một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác Di mập mạp, các ngươi các gì chứ? Người này hưng sư động chúng như vậy. Nghe câu nói này, Di Lạc Phật cũng thân thể rung lên, ngay sau đó trên mặt nổi lên vẻ nịnh hót nụ cười, tam ca, cái kia, cũng không có chuyện gì, tam ca ngươi đi bộ đây. Ha ha, chúng ta cũng đi bộ một chút. Từ, ta đây không việc gì đi bộ một chút. Đường vũ đốt lên một điếu thuốc, Di mập mạp, tới một cây. Hắn xuất ra một cây tăng thêm vật liệu yên cho Di Lạc Phật đưa tới. Theo Di Lạc Phật, này đường tam tạng làm người cái gì quả thật không tệ, mỗi lần cũng cho mình dân thuốc lá. Cám ơn tam ca. Ngươi khách khí với ta một cái đơ nha. Di Lạc Phật cười khang một tiếng, tam ca, cái kia ta còn có việc, đi trước, đi trước. Vừa nói, quét thoáng cái liền mất dạng. Chuẩn thánh. Hoàng sư tin dĩ nhiên là không đuổi kịp. Nhìn đầy trời Phật đà gào khóc mù bay. Hắn ở tâm lý âm thầm cười một tiếng, vỗ một cái hoàng sư tinh tỏ ý nó có thể đi xuống trên đảo một người mặc quần đỏ sái tử đứng ở bờ biển không nhúc nhích trong tay còn nắm dùng nhánh cây làm giản dịch ngư xoa đang ở xiên cá đây nhìn cá nhỏ thỉnh thoảng lội qua quét thoáng cái ngư xoa liền ghim xuống có thể là bởi vì tinh thần sức lực quá lớn nhánh cây ngư xoa thoáng cái đổi chiếc cả người thân thể cũng mất đi thăng bằng nằm ở bờ biển làm vẻ mặt nhuyễn bột hắn ngẩng đầu lên khóc không ra nước mắt lại thất bại người này dĩ nhiên là tây thiên phật môn tổ chỉ bất quá mấy ngày nay hắn có một loại sống không bằng chết cảm giác vốn là lần trước vọt hy hắn cho là mình được phóng tử đây không nghĩ tới ngày thứ hai bất tri bất giác được rồi nhưng là bụng càng đói không biết rõ có phải hay không là hắn vận khí tốt vừa vặn một con cá vọt tới bên cạnh hắn trực tiếp liền cho hắn cho ăn sống. Ăn đồ vật, bổ sung thể lực. Nhân cũng tinh thần. Cho nên bắt đầu nghiên cứu, thế nào ở nơi này cô đảo bên trên sống được, sau đó chờ đợi Phật môn nhân tới cứu viện. Bất quá, mấy ngày nay, hắn cũng nắm giữ một ít giả ngoại sinh tồn kỹ xảo. Thiên đình. Ngọc đế ngồi ngay ngắn ở phía trên trên ghế rồng, ngậm thuốc lá. Cao mày, nhìn Tây Thiên những thứ kia chúng Phật bay tới bay lui. Đây là chuyện gì xảy ra? Những người này ở đúc luyện thân thể sao? Về phần hàng long la hán, như cũ còn bị hắn bấu vào thiên đình, chờ đợi như lai Phật tổ nắm bảo vật để đổi. Cái này như lai Phật tổ thật là một chút tín dụng cũng không có. Thua thiệt hắn vẫn một người xuất gia đây. Nói xong rồi, sẽ cho trẫm một câu trả lời, nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua, ngay cả một thí cũng không thả. Bất quá bây giờ đem hàng long la hán giam xuống dưới, không tin hắn không được còn có đường tam tạng không việc gì liền cưỡi sư tử đầy trời mù đi bộ phỏng chừng một cái như vậy người đi lấy kinh đã để cho phật môn bên trên lão phát hỏa hơn nữa còn không chiêu Rút một điếu thuốc bắt đầu cho chúng tiên bắt đầu mở học sớm học sớm đi qua cho thái bạch kim tinh gọi tới một bên về phần làm gì rất rõ ràng yên muốn không đủ được tìm đường tam tạng đi đổi Thái Bạch Kim Tinh tâm lý vui mừng, muốn biết rõ hắn yên sớm đã không có, bị như lai Phật tổ cướp đi. Nhưng là này mấy trời còn chưa có tìm tới cơ hội thích biết, tùy tiện rời đi việc làm, là rất không đạo đức. Giờ phút này nghe Ngọc Đế nói như vậy, chính hợp hắn ý. Mang theo Ngọc Đế mệnh lệnh, đi thiên đình bảo khố, chọn lựa một ít bảo bối. Sau đó đi đến rồi hạ giới, tìm đường tam tạng. Đường vũ đợi thầy trò đoàn người, này mấy ngày đều không có đi ra khỏi một trăm dặm đi một hồi nghỉ một lát đường vũ còn phải cử sư tử đi bộ một hồi điều này có thể có cái gì độ tiến triển theo tốc độ này đến tây thiên phải đợi không thể nói được bao nhiêu năm đây rất nhanh thì thái bạch kim tinh tới mang trên mặt nụ cười ha ha tam ca ăn đây đường vũ lau miệng cầm lên một điếu thuốc đốt đối với cái này cái lão tiểu tử ý đồ lòng biết rõ ăn chút nhỉ đường vũ đang nghe truyện trên tv audio cv chỉ trên mặt đất những xương kia thái bạch kim tinh nụ cười ngẩn ra tâm lý chỉ muốn phải mắng nương ta cảm ơn ngươi thịt cũng cắt ngươi gặm chỉ xương cùng ta nói ăn chút nhỉ tam ca cái kia ha ha thái bạch kim tinh vẽ mặt nụ cười đường vũ nhíu mày lại được rồi tiền đem ra đi hoa lạp lạp một nhóm pháp bảo nhét vào trước mặt đường vũ. Tính một chút sau, đường vũ trực tiếp ném cho hắn hai gói thuốc lá, vung tay lên, tỏ ý hắn có thể cút con bê. Mặc dù Thái Bạch Kim Tinh rất là bất mãn, nhưng là lại không dám quá nhiều đắc tội. Cùng một cái đại thái giám tựa như, cuối người gật đầu lui về phía sau mấy bước, lúc này mới đáp mây bay, trở lại thiên đình. Sư phó, này Phật môn xảy ra chuyện gì? Nhìn thỉnh thoảng bay qua Phật đà, tôn ngộ không hỏi vi sư cũng không biết rõ nhưng mà đường vũ tâm lý cùng tựa như gương sáng bọn họ phật tổ ném có thể không nóng nảy tìm à linh sơn mấy ngày nay chạy chúng phật cũng gầy đi trông thấy nhưng là phật tổ đi một chút tin tức không có nói ra ai tin như lai like phật tổ ném toàn bộ linh sơn bầu không khí đều có chút yên lặng ai cũng không nói gì thậm chí còn có một ít phật đà đang suy nghĩ phật tổ có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì cũng không phải là không có khả năng dù sao cũng đã mấy ngày không hề có một chút tin tức nào hơn nữa liền thánh nhân cũng không có suy tính ra cùng lúc đó hỗn độn sâu bên trong sư huynh chuyện này ngươi thấy thế nào chuẩn đề hỏi hắn đang không ngừng bấm đốt ngón tay đến như lai like phật tổ tin tức nhưng là lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ đầu mối nào thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không là xảy ra chuyện nhất định là biến số đang nhúng tay mấy vị kia thánh nhân hoàn toàn không nhúc nhích nguyên thủy thiên tôn ở bế quan thái thượng lão quân có vòng soái cung thông thiên cũng ở đây bích du cung cho nên không có thánh nhân đang nhúng tay như vậy rất có thể chỉ có biến số rồi tiếp dẫn thở dài chỉ cảm thấy nhân sinh gian nan như vậy thật tốt tây du đi đến bây giờ chưa hoàn thành bao nhiêu kiếp nạn càng đáng sợ hơn là cả Tây Thiên Lão Đại, Giang Bả Tử. Như Lai Phật Tổ còn ném. Chỉ là, về phần là mất rồi, vẫn phải chết, hắn đã không xác định rồi. Nhưng vì căn bản không tính ra. Bất quá Như Lai Phật Tổ chuẩn thánh tu vi, ném có khả năng càng nhiều. Rất có thể là bị vây ở rồi một nơi, che mắt thiên cơ, mới để cho bọn họ thôi toán không ra. Sư Huynh, ý tứ của ta là, Phật môn không thể một ngày vô tổ nha chuẩn đề đề nghị nói thực ra hắn sớm đều muốn bãi nhiệm như lai phật tổ rồi nhất là công đức trì thủy còn mất rồi càng để cho hắn đối như lai phật tổ có ý kiến rồi lần này mất rồi tự hồ cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt cũ không ném tân không được tiếp dẫn không nói gì tự hồ cũng trầm tư chuyện này sau này đang nói đi nếu như như lai phật tổ còn không có tin tức gì chúng ta đang suy nghĩ những chuyện này sau khi nói xong, tiếp dẫn nhắm lại con mắt, tự hồ không nghĩ đang nói chuyện rồi. Toàn bộ hỗn độn lần nữa yên tĩnh lại. Đại lôi âm tự. Di lạc Phật cao mày, ngậm thuốc lá, vẻ mặt sầu bi bộ dáng. Bất quá cũng trầm tư, nếu như như lai Phật tổ thật gặp bất trắc. Như vậy rất có thể là hắn thay thế như lai Phật tổ vị trí. Nghĩ như vậy, hắn thậm chí có nhiều chút mong đợi, như lai Phật tổ không nên quay lại rồi chỉ là bây giờ Phật môn, cái gì cũng không có, còn phải nhìn chầm chầm thỉnh kinh đoàn người, còn có này biến số đang nhúng tay. Để lại cho hắn là một cái cục diện rối rắm. Cho nên, hay lại là như lai Phật tổ về là tốt. Di lạc Phật mâu thuẫn đứng lên. Gửi hy vọng Phật tổ trở lại, bởi vì này dạng cục diện rối rắm xử lý không tốt, lại hy vọng hắn không trở lại, bởi vì có thể chính là hắn thay thế này cái vị trí. Mâu thuẫn Phi thường mâu thuẫn trên hoang đảo. Như Lai Phật tổ liền quần cộc tử cũng không có, bị nhánh cây cái gì quan tâm. Hắn phi thường cơ trí dùng một ít cây diệp tử, cây mây loại, biên một bộ quần áo, che lại chủ yếu vị trí, phi thường phong cách. Hắn đứng ở bờ biển, không nhúc nhích, cầm trong tay nhánh cây chế tác giảng dịch ngư xoa. Quét. Vững vàng xen vào ở một con cá. Thời gian dài như vậy nhiều ngày liên lạc, hắn đã phi thường thuần thục nắm giữ xiên cá kỹ xảo nắm ngư hết sức phấn khởi chạy lên rồi đảo nhìn bên cạnh cây dừa hắn khen khen liền nằm úp sấp lên rồi tốn sức ba lạp chỉnh xuống một cái mà hắn ôm thụ tuột xuống nóng bỏng hắn quần cộc tử chính là chỗ này sao mài không đứng dưới tàn cây chậm trong chốc lát sau đó cầm lấy hai căn một đầu bắt đầu đánh lửa tay cũng mệt mỏi chua có thể tính đem hỏa sinh rồi cầm qua một cái nhánh cây xuyên qua thân cá, thuần thục bắt đầu nướng cá. Không thể không nói, như lai Phật tổ thích ứng hoàn cảnh vẫn là rất lợi hại. Vẹn vẹn mấy ngày, đã nắm giữ được rồi giả ngoại sinh tồn một ít cơ bản kỹ xảo. Nói thí dụ như, xiên cá, đánh lửa, vân vân, tối cơ bản vấn đề sinh tồn tối thiểu phải đến liễu giải quyết. Sẽ không chết đói. Hắn hiện tại còn đang mong đợi Tây Thiên Phật môn những thứ kia biết độc tử vội vàng tìm đến, bằng không, hắn thật sợ mình viên tịch ở chỗ này. Chỉ là hắn nhất định là suy nghĩ nhiều, cả tòa cô đảo đều bị che đậy thiên cơ đại trận cho che mắt. Mà hắn muốn khôi phục pháp lực, còn phải hơn 20 ngày. Cho nên, này hơn 20 ngày, khẳng định còn phải lấy phàm nhân tư thái đi sinh hoạt. Chỉ hy vọng không nên gặp phải một ít mảnh thú cái gì, vạn nhất được ăn, vậy thì trúng độc rồi. Ăn một cái nướng cá, như lai Phật tổ cả ngón tay cũng một hồi lục soát á chật vật mở ra trái dừa, uống nước dừa. Đây là nguồn nước, dựa vào trái dừa, cùng một ít ngỗng ngang, hắn đã vượt qua chừng mấy ngày. Ăn uống no đủ sau, ở một cái. Sau đó, vấn đề mới tới. Tối nay ở đâu ngủ vấn đề? Hắn còn không dám hướng trong đảo đi quá sâu, vạn vừa gặp phải cái gì mảnh thú cái gì, kia sợ sẽ là lan, phỏng chừng hắn hiện tại, một cái phàm nhân trạng thái, khẳng định cũng là không đối phó được nhưng là còn không dám cách bờ biển quá gần, vạn nhất nước lớn cơ chứ. Như Lai Phật tổ cân nhắc phi thường toàn diện. Từ Trái dừa cũng không nhiều. Tìm nguồn nước tự hồ cũng là một cái vấn đề. Đều chết nhân nhỉ. Bổn tọa cũng ném đã mấy ngày, chẳng lẽ ngươi môn cũng không có phát hiện vấn đề sao? Như Lai Phật tổ dậm chân hướng về phía tây thiên Phật môn những người đó sườn núi miệng mắng to. Ô gào. Xa xa một tiếng sói tru, Nhất thời bị dọa sợ đến như Lai Phật Tổ co rụt lại cổ. Vội vàng yên tĩnh lại, không dám đang nói gì. Một lát sau, có nghe hay không thanh âm. Hắn mới đứng dậy, nhặt đi một tí củi, đặt ở trên đống lửa. Tây Thiên. Đại Lôi Âm tự trong thanh lâu. Chúng Phật trố mắt nhìn nhau, bầu không khí không nói ra kiềm chế. Này Như Lai Phật Tổ ném. Cũng chừng mấy ngày không có tin tức gì. Tây thiên chúng Phật liền tam giới cũng đi dạo hết rồi, không nhìn thấy một chút đầu mối. Càng đáng sợ hơn là thậm chí ngay cả thánh nhân cũng thôi toán không ra. Khó khăn đạo Phật tổ thật gặp bất trắc rồi hả? Nhưng là hắn là chuẩn thánh tu vi, lấy cái này tu vi nhân, nếu như phát sinh đại chiến, nhất định sẽ bị nhận ra được. Nhưng là lại lệch trời không có, chẳng lẽ nói xuất thủ là thánh nhân? Nhưng là, hai vị thánh nhân đã nói tuyệt đối không phải thánh nhân nhúng tay. Như vậy cái này thì kỳ quái. Theo Linh Sơn sư cứu nhân viên, cuối cùng một nhóm đội viên trở lại. Về phần hỏi, cũng không dùng. Từ trên mặt bọn họ liền nhìn ra, vẫn như cũ không có bất kỳ một chút tin tức. Di Lạc Phật cao mày, ngậm thuốc lá, ngồi ở trước mặt trên băng ghế nhỏ. Bây giờ như Lai Phật Tổ không có ở đây Linh Sơn, Linh Sơn lớn nhỏ công việc, chỉ có thể do hắn tạm thời làm dùng, tới lý tới rồi nhưng là thượng giới phật tổ không có ý chí tiến thủ để lại cho hắn là cục diện rối rắm giờ phút này di lặc phật lại mong đợi như lai phật tổ có thể trở về tối thiểu như vậy cục diện rối rắm hắn được thu thập nha khởi bẩm di lặc phật vẫn như cũ không có phật tổ tin tức ngân đầu yết đế đứng ra bẩm báo bọn họ tìm kiếm kết quả hắn cảm giác muốn làm mộng như thế thật cốt linh sơn bị người lấy sạch ngay sau đó không qua mấy ngày phật tổ ném Phật môn nha. Thật đúng là thời buổi rối loạn. Từ, bổn tọa đã biết được. Di Lạc Phật hút một hơi thuốc, ngân đầu yết đế, do ngươi đi chuyến Nam Hải Lạc Già Sơn, nói cho quan âm Bồ Tát một tiếng, để cho nàng đừng tại đạo tràng đeo, Phật tổ mất rồi, đi ra tìm đi. Nhiều hơn một người, nhiều một phần khí lực. Tôn Phật chỉ. Ngân đầu yết đế nhận chỉ ý. Chỉ là bay vô cùng cẩn thận, chỉ sợ gặp phải cưỡi sư tử đi ra đi bộ đường tam tạng bây giờ đối với đường tam tạng hắn là xuất phát từ nội tâm sợ hãi không nói cho đúng bọn họ linh sơn chúng phật đều là sợ hãi như vậy cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía nhìn một cái hắn âm thầm thở vào nhẹ nhõm không nhìn thấy đường tam tạng đây chính là chuyện tốt vội vàng chạy tới nam hải lạc già sơn nghe một chút như lai phật tổ mất rồi quan âm bồ tát cả người đều ngẩn ra thật lâu không nói gì. Bồ Tát Linh Sơn chúng Phật đã tìm đã mấy ngày, Phật tổ quả thật ném. Nhìn quan âm Bồ Tát không nói gì, Ngân Đầu Yết Đế cho là nàng không tin đâu rồi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, Di Lặc Phật phái ta tới, hy vọng Bồ Tát có thể cùng tìm. Khóe miệng của quan âm Bồ Tát có chút co quách một cái. Mơ hồ đoán được, chuyện này khẳng định cùng đường tam tạng có quan hệ. Dù sao hắn là một cái biến số, hơn nữa còn có này che đậy thiên cơ pháp bảo thần không biết quỷ không hay cho phật tổ chỉnh mất rồi tự hồ chỉ có hắn có năng lực như vậy rồi bổn tọa biết được quan âm bồ tát đứng dậy sau này bổn tọa liền đi tìm tìm một vòng thông báo hết tin tức ngân đầu yết đế thi lễ rời đi nam hải lạc già sơn còn không chờ trở lại linh sơn đây linh sơn đội tìm cứu lần nữa điều động ngân đầu yết đế không thể làm gì khác hơn là lần nữa trong trận doanh theo của bọn hắn cùng tìm kiếm như lai phật tổ hạ xuống chỉ là mấy ngày nay bọn họ tứ phương yết đế cũng mệt mỏi cùng cẩu tựa như không nói trước xa cách chính là đường tam tạng không việc gì đi bộ đứng lên bọn họ thì phải điều động sau đó ngay sau đó phật tổ mất rồi bắt đầu tìm phật tổ hạ xuống cho nên mệt mỏi phi thường mệt mỏi rất là mệt mỏi thậm chí với nhau cũng đang nghiên cứu có muốn hay không một hồi trộm cách tìm một chỗ ngủ một giấc ngược lại cũng tìm nhiều ngày như vậy phật tổ là quá sức rồi lại nói linh sơn đội tìm cứu đội viên cũng nhiều không kém bốn người bọn họ quan âm bồ tát núp trong bóng tối lặng lẽ cho đường vũ đưa tin giờ phút này thầy trò vài người đang ở một nơi trong rừng cây nghỉ ngơi chứ một cái đường vũ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở quan âm bồ tát bên người thế nào đường vũ hỏi như lai phật tổ ném phé miệng của quan âm bồ tát đều không khỏi co quắp một cái, thậm chí còn có một loại buồn cười xung động. tây thiên gian bả tử như lai phật tổ ném điều này thật sự là quá hí kịch tính. đường vũ cười nhạt cũng không có nói gì xác nhận nhất định là đường tam tạng làm bây giờ phật tổ ở đâu quan âm bồ tát hỏi thế nào ngươi muốn làm cái này công thần sao đường vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng để cho quan âm bồ tát làm cái công thần cũng không phải không được thông qua cùng như lai phật tổ trong đối thoại phát hiện hắn đối quan âm bồ tát vẫn là rất tín nhiệm nếu như do nàng tìm được như lai phật tổ nghĩ như vậy nhất định như lai phật tổ sẽ càng tín nhiệm nàng ta chỉ là hỏi thăm một chút cũng không có muốn làm cái gì công thần thoáng trầm ngâm đường vũ nói đi theo ta mang theo quan âm Bồ Tát rất nhanh xuất hiện ở trên hoang đảo không? Quan âm Bồ Tát cả người đều ngẩn ra. Không dám tin nhìn đảo thượng nhân. Đây quả thực là một cái giả nhân. Ở bên hông vây quanh rất là đơn sơ lá cây biên chế thợ may phục. Cả người đen thùi. Cầm trong tay ngư xoa, ở bờ biển đi tới đi lui. Tự hồ đang tìm ngư. Đi một chút, hắn cúi người xuống, từ trên bờ cát, nhặt lên một cái nhỏ con cua hết sức phấn khởi dùng nước biển xuyến tắm một cái, ném vào trong miệng, nuốt vào, sắc mặt lộ ra một tia hài lòng vi tiếu. Quan âm Bồ Tát tự như xét đánh một dạng không nhúc nhích. Cặp mắt trừng lão đại, nháy mắt cũng không nháy mắt hướng người kia nhìn. Chuyện này. Chuyện này. Quan âm Bồ Tát chỉ như lai Phật tổ tràn đầy khiếp sợ nói, chuyện này. Phật tổ. Nàng đã không nhận ra được, cái này giả nhân một loại tồn tại, chính là bọn hắn Tây Thiên cái kia béo trắng như lai Phật tổ. Chẳng nhẽ đây chính là phản phát quy chân, đại đạo chí giảng sao? Hắn đã trở về nguyên thủy ngư dân sinh hoạt. Cũng là một loại phương thức tu luyện. Không đúng. Quan âm Bồ Tát rất nhanh cảm thấy, giờ phút này như lai Phật tổ căn bản không có pháp lực rồi, cả người đã cùng phàm nhân không khác. Nàng khiếp sợ nhìn đường tam tạng, chắc hẳn hết thảy các thứ này đều là hắn làm đi. Hắn còn có 21 ngày, mới có thể khôi phục pháp lực. Đường Vũ cười nhạt, ngươi có thể ở 20 thiên thời sau khi đi tới nơi này, mang về cho hắn. Sẽ để cho quan âm Bồ Tát đi làm một người tốt đi. Ngược lại cũng trói không được như lai Phật tổ bao lâu, không bằng tiện nghi quan âm Bồ Tát. Khóe miệng của quan âm Bồ Tát có chút co quắp một cái. Nghe đường tam tạng ý tứ, còn phải để cho như lai Phật tổ ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, để cho Tây Thiên Phật môn đi tìm. Giờ phút này, nàng hoàn toàn hết ý kiến, không biết rõ nên nói cái gì. Bất quá lại có chút vui mừng, còn hảo chính mình là đường tam tạng nhân. Không phải hắn địch nhân, bằng không, nói không chừng hắn được thế nào sèn xoẹt chính mình đây. Hoang giả cầu sinh, để cho hắn khiêu chiến một chút đi. Đường vũ nhiều hứng thú nói. Nhìn nắm ngư xoa như lai Phật tổ, hắn thật sự là không khống chế nổi, ha ha phá lên cười. Phía dưới, như lai phật tổ như cũ còn ở hết sức chuyên chú xiên cá đây hoàn toàn không nghĩ tới mình bộ dáng như thế đã rơi vào trong mắt người khác bên cạnh nước biển chập trùng kịch liệt như lai phật tổ liều mạng tựa như trở về chạy băng băng một cái sóng lớn đã làm đến trực tiếp cho hắn vỗ vào trên bờ cát sau một hồi đợt sóng thối lui như lai phật tổ bị chụp một cái cùng bãi cát ngang bằng rồi chỉ có thể mơ hồ có thể thấy trên người lá cây cũng liền vẫn còn ở quật cường lay động. Hắn ngẩng đầu lên, hứ hai tiếng, đem trong miệng các ói đi ra ngoài. Ngư xoa cũng không có, bị nước biển hướng đi nha. Bất quá cũng còn khá, theo sóng lớn, bên bờ bên trên, sông tới không ít cá tôm loại. Thức ăn tối thiểu tạm thời không cần lo lắng. Hắn nơi nơi đau thương ngưng mắt nhìn bầu trời. Tại sao có thể như vậy? Hắn ở tâm lý một lần một lần hỏi chính mình, nhưng là lại từ đầu đến cuối cũng không có câu trả lời. Rộng lớn không trung, hắn đã từng bay lượn quá, ngang dọc tam giới lục đạo. Trên trời dưới đất, ai không cho hắn hai phần mặt mỏng. Ai? Nặng nề thở dài một cái, hắn đứng lên, bắt đầu nhặt cá tôm. Thấy một màn như vậy khóe miệng của Quan Âm Bồ Tát không khỏi lần nữa co quắp. Về phần Đường Vũ, đã cười không được. Ha ha. Ha ha ta phải trở về. Quan Âm Bồ Tát nói, phải đi Linh Sơn nhìn một chút. Dù sao Phật Tổ ném lớn như vậy chuyện, thế nào ta cũng phải trở về nhìn một chút. Đường Vũ gật đầu một cái, từ cũng tốt. Hai mươi ngày sau đó tới phi ngươi mang về cho hắn. Rất nhanh hai người biến mất vô ảnh vô tung. Trên đảo Như Lai Phật Tổ cô linh linh một bóng người, ngắm nhìn biển khơi, nơi nơi đau thương, còn đang vì mình sinh kế rầu rĩ quan âm bồ tát trở lại đại lôi âm tự thanh lâu bây giờ linh sơn chỉ còn lại có di lặc phật tại tọa trấn về phần những người còn lại đã sớm phái ra đi tìm như lai phật tổ rồi tham kiến di lặc phật quan âm bồ tát biết rõ còn hỏi nói dám hỏi di lặc phật rốt cuộc chuyện này như thế nào cái gì xảy ra chuyện gì như lai phật tổ ném chứ sao ánh mắt của di lặc phật có chút trống rỗng nghe vậy quan âm bồ tát có một loại buồn cười xung động a di đà phật như vậy bản tọa cũng theo chúng phật đà trước đi tìm quan âm bồ tát lần nữa ra linh sơn hỗn độn sâu bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân còn đang không ngừng bấm đốt ngón tay đến như cũ còn không có chút nào đầu mối coi như hắn đã chết đi chuẩn đề đã bỏ đi rồi không bằng sư huynh ta ngươi cân nhắc một chút liên quan tới linh sơn lần nữa khác đứng thẳng phật tổ sự tình đi Chuyện này sau này bàn lại Tiếp dẫn nói Nếu như chúng ta đứng thẳng xong rồi Phật tổ Như Lai trở lại đây Này mẹ hắn không phải xấu hổ sao Ngạch Sư Huynh nói có đạo lý Nhưng là Như Lai đã biến mất rồi lâu như vậy Chẳng nhẽ hắn còn chưa có chết đi Không thể không nói Chuẩn đề đối Như Lai Phật tổ cái nhìn rất lớn Rất muốn bãi nhiệm hắn Lần nữa khác đứng thẳng Phật tổ Nhưng là không thể chối Phật tổ cường đại nếu như một khi thật khác lập Phật tổ, đến thời điểm Phật tổ trở về, kia mẹ hắn chỉnh không được, tiểu tử kia tức giận, làm phản, đầu hàng địch đều có khả năng. Khi đó Phật môn còn tổn thất một tôn cường đại chuẩn thánh. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cho nên, sư huynh lo lắng rất có đạo lý. Sư huynh nói để ý tới là dời ạ à suốt rồi. Cho dù khác đứng thẳng Phật tổ, cũng không có nhân viên thích hợp. Tiếp dẫn nói. Di Lạc Phật sao? Hắn thấy, thiếu thiếu một ít lãnh đạo khí chất. Hoan hỷ Phật. Kéo đến đi, chỉnh không tốt toàn bộ Phật môn cũng phải bị lãnh đạo giống như hắn đi hoan hỷ đến. Về phần nhiên đăng cổ Phật, cái kia lao đăng, mới sẽ không làm chuyện này đây. Đối với Phật tổ chuyện, hai người ngay từ đầu tìm chính là nhiên đăng đạo nhân, cũng chính là nhiên đăng cổ Phật. Nhưng là nhân gia lão đăng thông minh đâu rồi, súng bắn chim đầu đàn, ta mới không làm đây ta làm lão nhị đi, nhưng là lão đại không được. sau đó tìm được đa bảo, nhân hài tử đơn thuần cũng không có nghĩ tới một điểm này, trực tiếp phủ thêm cà sa thành như lai phật tổ. thực ra như lai phật tổ vẫn rất có năng lực, tối thiểu cho linh sơn thống trị cũng phát triển không ngừng. cũng chính là liên quan tới gần đây những chuyện này xuất hiện một ít ngỗ ngang. nói đến như lai phật tổ cũng thật tuổi thân, toàn tâm toàn ý vì phật môn phát triển cố gắng nhưng là phí sức không có kết quả tốt, cái này còn phải bị bãi nhiệm. Như vậy có thể thấy, nhiên đăng cổ Phật vẫn rất có tư tưởng. Ngược lại chuyện gì cùng hắn cũng không có quan hệ, các ngươi tìm như lai đi. Người dày dạng kinh nghiệm nha. Qua loa. Chuẩn đề tự hồ cũng suy nghĩ minh bạch cái gì. Cho nên, sau này khác đứng thẳng Phật tổ sự tình như thế tuyệt đối không thể nói nhiều. Tiếp dẫn nhắc nhở nói, nếu như như lai chết thật rồi, chúng ta có thể cân nhắc nhưng bây giờ chỉ có thể coi là bên trên nhân viên mất tích có lẽ ngày mai trở về đây đối với như lai phật tổ tình huống theo tiếp dẫn chính là mất tích về phần chết không thể nào trừ bọn họ ra thánh nhân bên ngoài không có người nào có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một cái chuẩn thánh cho nên như lai hẳn là bị bao vây một nơi tạm thời không thể thoát thân hạ giới đường vũ cưỡi sư tử chậm rãi đi ở rừng rậm sâu bên trong. Về phần trời cao đi bộ một chút cái gì, hiện tại Phật môn đã hoàn toàn không để ý tới hắn. Bởi vì cái gì, còn không phải Phật tổ ném à. Cho nên, đường vũ cũng cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, cũng sẽ không dày vò Phật môn rồi. Chủ yếu hiện tại Phật môn tự hồ cũng có chút không vẫy vùng nổi rồi. Thái, đứng lại. Núi này là ta mở, cây này là ta chở, nếu muốn từ nay quá, lưu lại tiền mãi lộ. Từ trong rừng, chạy ra ngoài hơn 20 người, từng cái cầm trong tay đại khảm đao, sáng loáng. Vụ tàu. Lại gặp cướp bốc lục lâm hảo hán. Đường vũ có chút ngẩn ra, không nghĩ tới ở này tiểu tiểu một nơi rừng rậm, vẫn còn có người dám chặn lại tam ca. Cái này thật đúng là là hang hổ giấu hổ nha. Những thứ kia thổ phỉ thấy đường vũ cưỡi sư tử, nhất thời sửng sốt một chút. Đại ca, sư tử, sư tử. Sợ cái rắm, sư tử làm sao giọt. Chúng ta cũng không phải là không có làm chết quá. Thái, hòa thượng kia, ngươi nhìn cái gì vậy, đem trên người bọn họ đồ vật giá trị đều lấy ra, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Thổ phỉ thủ lĩnh huy vũ một chút trong tay đại khảm đao, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Tôn ngộ không đợi đồ đệ ba cái, đều nhìn đường vũ. Ngô hố, cho hắn một gậy. Đường vũ hơi nhíu đến một chút chân mày, ta sao nhìn như vậy không quen đụng vách tường người đâu muốn giả bộ cũng phải là tam ca giả bộ lấy tam bây giờ ca bản lĩnh ngay cả như lai phật tổ cũng không dám ở trước mặt hắn tùy tiện đụng vách tường tiểu tiểu mấy cái thổ phỉ ha ha bần tăng hôm nay muốn thế thiên hành đạo Loãng xoảng công ngộ không một gậy luân phiên đi xuống thổ phỉ thủ lĩnh trực tiếp biến thành thịt nát còn sót lại một ít thổ phỉ nhất thời cũng bị dọa sợ đến ngây ngẩn chân đều bắt đầu rung lên, có thậm chí cảm giác dưới quần có một chút ướt át. Đại sư, đại sư, tha mạng, tha mạng. Dẫn đầu phản ứng kịp một cái thổ phỉ, vội vàng té quỵ trên đất. Chạy cũng không dám chạy, chủ yếu là chân đang run rẩy, cũng không chạy khỏi. Tha mạng, tha mạng, đại sư tha mạng. Thổ phỉ trực tiếp quỳ đầy đất, không ngừng cầu vòng quanh. Chỉ chốc lát sau, đường vũ cưỡi sư tử, chậm rãi đi nha sau lưng một đám thổ phỉ như cũ vẫn còn ở mộng bức chính giữa. Đây là một người xuất gia sao? Không phải là một cái giả hòa thượng đi. Từ. Cũng rất có thể. Một ít thổ phỉ trố mắt nhìn nhau, mỗi người cũng người không có đồng nào, về phần tiền, để cho đường vũ cầm lên. Lấy tên đẹp, tiền này nhất định là bọn họ giành được, của bất nghĩa, bọn họ không chịu nổi. Liền do bần tăng tới chịu đựng này cọc nhân quả đi rõ ràng là dược tiền, lại còn nói như vậy quan minh chính đại, chuyện đương nhiên, còn một bộ tốt cho bọn họ tư thế. Xem ra đi học thật rất trọng yếu. Nhìn một chút nhóm người mình, thái, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Đang nhìn nhìn nhân gia, đây là của bất nghĩa, do nghèo thân tới chịu đựng những thứ này nhân quả đi. Đi học, còn phải đi học. Mấy cái này thổ phỉ, càng phát ra cảm thấy đi học tầm quan trọng. Muốn biết rõ bọn họ còn nhận biết một ít người giống nhau nhân gia chơi đùa bộ sách võ thuật lợi hại nhân gia ở trên cao đường cùng hạ bộ rối rít thiết trí một đám người lên đường trước nhân gia trước cho ngươi một tấm thẻ sau đó ở cái miệng đó hạ theo như khoảng cách đi ra bao nhiêu bên trong địa thu lệ phí ở xem bọn họ cùng nhân vừa so sánh với cái gì cũng không phải còn tiếp tục dùng này thế hệ trước bộ sách võ thuật ở xã hội này không có sáng tạo, không có thay đổi thì không được. Ta, ta muốn về nhà trồng ruộng, ta ở cũng không làm thổ phỉ. Một cái thổ phỉ nhìn đã biến thành thịt nát đại ca, không khỏi khẩn trương ô ô khóc lên. Giang hồ hiểm ác, không được thì rút lui. Rút lui, về nhà trồng ruộng. Kết quả là, một đám thổ phỉ, ở đường vũ cao siêu Phật Pháp Hạ, rối rít lạc đường biết quay lại, quay đầu lại là bờ. Đường vũ cầm trong tay tràn đầy túi tiền đây đều là những thứ kia thổ phỉ giành được của bất nghĩa hắn thân vì một người xuất gia tự nhiên muốn căn cứ phổ độ chúng sinh lòng từ bi thái đi vì bọn họ chịu đựng những thứ này nhân quả cũng chính là đi tiêu hết số tiền này thật mẹ hắn hiền lành đối với đường vũ xử sự tam tên học trò cũng đã thành thói quen đừng xem sư phụ mình là một người xuất gia nhưng mà không có một chút người xuất gia phải có thần thái không nói xa cách liền nói đoạn đường này ăn thịt uống rượu cộng thêm thanh lâu đi cái nào người xuất gia làm ra tới những chuyện này không có chuyện gì còn cưỡi sư tử trời cao đi bộ một vòng bây giờ đường vũ cái gì giới cũng phiền lại nói quy củ không phải là để cho người ta đánh vỡ à ngươi lập được quy củ không có ai đi đánh vỡ bạch lập lại nói cái gọi là quy củ không phải là những thứ kia lão đại nghiên cứu ra được à Bọn họ nói thế nào liền tại sao là Lại nói những thứ kia quy củ đơn giản chính là ràng buộc người bình thường một đạo gông xiền thôi Mà bây giờ Tam ca đã hoàn toàn không quan tâm những thứ này quy củ Tại sao Bởi vì Tam bây giờ ca có thực lực, chỉ đơn giản như vậy Ngươi phải có thực lực, ngươi cũng có thể giống như Tam ca như thế, tứ vô kỵ đạn Sư phó, số tiền này Trừ bác giới có chút dương mắt Không nên hốt hoảng vi sư sẽ không bạc đãi ngươi đường vũ cười hít mắt vừa nói chờ khi đến địa phương vi sư liền mang ngươi u tây một vòng đi cô nương tùy ý gọi con mắt của trư bác giới nhất thời phương phát sáng ở không nói gì nhìn một chút tôn ngộ không cùng tam lăng tử cũng muốn vì hắn hai làm chút gì bằng không lộ ra giày này không phải là kia rồi nhưng là nhân gia hai đối thanh lâu u tây chuyện này hoàn toàn không thèm để ý hiện tại phật môn đã hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Toàn bộ Linh Sơn đội tìm cứu còn đang dò xét này Như Lai Phật Tổ hạ xuống. Chuyện gì cũng không có này cái trọng yếu. Như Lai Phật Tổ ném. Liền cùng đùa như thế. Theo Linh Sơn đội tìm cứu không ngừng trở về, báo cáo, sau đó xuất hiện ở đi. Di Lạc Phật tự hồ cũng dần dần đón nhận Như Lai Phật Tổ vĩnh viễn rời đi sự thật này. Ngay cả đối với tra tìm Như Lai Phật Tổ trong chuyện này, đã tại dần dần buông tha. Theo Linh Sơn đội tìm cứu lần nữa trở về. Di Lạc Phật thoáng trầm ngâm một chút, lần này phái ra đi một ít đội nhân mã, đi dò xét như lai Phật tổ hạ xuống. Mà lưu lại những người này, các tư kỳ vị, cố thủ Linh Sơn. Mặc dù như lai Phật tổ mất rồi, nhưng là chúng Phật thời gian còn phải quá. Không thể bởi vì ném một cái tổ. Đưa đến toàn bộ Phật môn hỗn loạn. Lại nói lục soát thời gian dài như vậy, cũng coi là bạn tâm giao rồi. Bây giờ thỉnh kinh đại nghiệp, còn phải chú ý. Tại sao? Vạn nhất như lai Phật tổ thật không về được. Như vậy theo di lạc Phật, rất có thể là hắn thay thế này cái vị trí. Cho nên, được trước thời hạn làm xong kế vị chuẩn bị. Mặc dù bây giờ Linh Sơn đã hoàn toàn trống rỗng rồi, nhưng chúng Phật vẫn còn, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, như cũ có thể để cho Phật môn tái hiện huy hoàng. Huyền quan kính hiện lên chỉ nhìn một cái. Con mắt của Di Lạc Phật thiếu chút nữa không có trừng đi ra ngoài. Chỉ thấy đường Tam Tạng đang ở thanh lâu, vù vù ha ha đâu rồi, về phần trư bát giới đương nhiên là phụng bồi hắn. Mà sa ngộ tịnh, đường vũ cũng cho hắn một ít tiền, đang ở một nơi, ăn không sót hạt nào ngươi. Về phần tôn ngộ không, nắm kim cô bổng, đã đi lang thang. Nghĩ đến người kế tiếp kiếp nạn. Di lạc Phật hơi nhíu mày bởi vì này một khó khăn còn cần ly sơn lão mẫu ra mặt đi chỉ điểm tôn ngộ không sau đó tìm tới tỳ tì lam bồ tát do nàng thu phục ngô công tinh cũng chính là nhiều mục đích quái giờ phút này di lặc phật cũng có chút mộng bức hắn hoàn toàn không biết rõ phải làm gì rồi hả nhất là mấy cái tri chu tinh hay lại là nữ dựa theo bây giờ đường tam tạng cái này đức hạnh chỉnh không tốt cũng phải mang thai nếu như sự tình như vậy vậy thì nhất trứng nghĩ như vậy không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu trầm ngâm một chút di lặc phật nói phổ hiền lúc ấy tứ thánh thử thiền tâm ngươi và ly sơn lão mẫu có chút giao tình liền từ ngươi đi mời ra ly sơn lão mẫu đi phổ hiền bồ tát nhất thời sắc mặt liền kéo xuống còn nhất tứ thánh thử thiền tâm đó là hắn tâm lý vĩnh viễn đau bất tri bất giác rồi cửu sắc mỹ sắc nhụy hoa cùng văn thù bồ tát điên điên khùng khùng một tháng làm rất nhiều mất mặt sự tình Công Di Lạc Phật chỉ Phổ Hiền vẽ mặt đau khổ, nhận Phật chỉ Mặc dù ngay từ đầu, bị như lai Phật tổ đóng tấm bế Nhưng là bây giờ Linh Sơn chính là lục dùng người Cho nên, hắn tự nhiên làm theo cũng liền đi ra Nhìn Phổ Hiền hạ giới đi Di Lạc Phật ít nhiều gì yên tâm đi xuống Nhưng là như cũ không thể buông lỏng cảnh giác Bởi vì ngươi không biết rõ đường tam tạng thế nào đi thao tác Cho nên không thể làm gì khác hơn là đi một bước Nhìn một bước, đem trước thời hạn công việc cũng làm đi, lấy ứng đối đột nhiên xuất hiện biến cố. Không thể không nói, Di Lạc Phật suy nghĩ vẫn đủ toàn diện. Hơn nữa làm người cũng phi thường có thể co giãn. Đối đãi đường tam tạng, liếm mặt liền kêu tam ca. Giờ phút này, đối với phía dưới chúng Phật, lại không khỏi uy nghiêm đứng lên. Linh Sơn đội tìm cứu. Do ngân đầu yết đế dẫn đầu, đầy trời bay loạn. Tìm Phật tổ Đi đâu tìm nha? Cũng ném thời gian dài như vậy. Hơn nữa tam giới tìm khắp lần. Kéo xuống đi. Bất quá, đi ra này thuộc về công cán, công ty cho thanh toán. Vài người nghiên cứu một chút, đi xuống trước ăn một bữa đi đi. Cuối cùng cho hóa đơn, ngược lại công ty thanh toán. Nhất phách tức hợp, thẳng tiếp theo rồi. Tìm Phật tổ chuyện này, đều đã không ôm ấp hy vọng. Về phần là mất rồi, hay lại là vĩnh viễn rời đi. Bọn họ cũng không biết rõ. Ngược lại chính dưới cái nhìn của bọn họ, đoán chừng là quá sức có thể trở về rồi. Bọn họ đều là tiểu đệ, ai làm Phật tổ, hoàn toàn cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Hơn nữa cũng không phải bọn họ bận tâm sự tình. Ăn uống no đủ sau, trở lại Linh Sơn, cùng Di Lạc Phật thông báo một tiếng, không tìm. Ngày thứ hai, xuất hiện ở tới nghiên cứu một chút đi đâu đi bộ. Cho nên, ngân đầu yết đế mấy người này mấy ngày nay tiểu sinh sống qua khá vô cùng. Ăn ngon mặc đẹp, mỗi người cũng bất tri bất giác mập một vòng. Chủ yếu nhất là đường tam tạng không có trời cao đi bộ. Bây giờ đối với đường tam tạng, bọn họ đều có một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Nhất là ngân đầu yết đế, buổi tối nói mớ, cũng gọi đến tam ca, cùng đường tam tạng cầu xin tha thứ. Như vậy có thể thấy, đường vũ cho hắn tạo thành bóng ma trong lòng trong chốc lát là không xuống được đối với như lai phật tổ mất sự kiện đã qua nửa tháng còn không có tin tức gì không khỏi cũng cũng đều không đang mong đợi hắn có thể trở về rồi ngược lại như lai phật tổ nhất định là xảy ra chuyện sẽ không linh sơn nội bộ còn rất là hài hòa đại đa số cũng chuyện không liên quan đến mình treo thật cao ngược lại bận tâm là phía trên những phật đà đó trên hoang đảo một người mặc lá cây biên chế giản dịch váy nhân chắp tay sau lưng ở bờ biển đi tới đi lui tự hồ là đang tìm kiếm cái gì cách đó không xa còn đứng vững vàng một cái mới xây lên chòi phía trên dựng đầy cây mây cùng nhánh cây nhìn rất là đơn sơ nhưng tối thiểu có thể che gió che mưa ở chòi bên trong còn trải một ít cỏ khô cùng nhánh cây khô loại đi một vòng hắn lần nữa đi trở về ngồi ở chòi bên trong nơi nơi ưu thương hướng không trung nhìn. Khoảng thời gian này, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, như lai Phật tổ gầy đi trông thấy. Ở dạng này trong hoàn cảnh, muốn không gầy cũng là không có khả năng. Đều chết nhân, một đám rác rưởi Như lai Phật tổ thấp giọng mắng. Hắn thấy, Tây Thiên chúng Phật đã sớm tìm tới mới đúng. Nhưng là liền một cái quỷ ảnh cũng không có. Hắn không khỏi dâng lên một chút sợ hãi, pháp lực không khôi phục được, sẽ không một mực bị vây ở trên cái hoang đảo này đi xì xào bụng kêu rột rột bây giờ không có thời gian muốn xa cách nghĩ một chút biện pháp nhét đầy cái bao tử đang nói về phần tây du cái gì đã sớm bị hắn nhét vào sau óc thích sao địa thế nào đi chính mình chỉnh không tốt cũng phải ở chỗ này xong con bê bất quá đối với phật môn tới cứu chuyện này hắn như cũ còn không hề từ bỏ dù là liền quần cộc tử cũng không có hắn như cũ còn đang giải dụa. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt, hay lại là nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử? Bởi vì nhiều ngày cô đảo sinh hoạt, đối với xiên cá chuyện này đã là bắt vào tay. Nắm cành cây, trong chốc lát xiên một con cá trở về. Kiên cành cây, trong tay sách một con cá. Chiều tà nghiêng xuống, tỏa ra khắp biển khơi cũng kim quang sáng lạn. Như lai Phật tổ chậm rãi mà đi, giống như là một bức tràn đầy thi ý họa quyển nếu như đường vũ thấy một màn như vậy nói cái gì cũng phải ngâm một câu thơ tối thiểu cũng phải tới đôi câu mặt trời chiều ngã về tây phật tổ người đang cô đảo đi tới tròi nơi gỡ ra còn không có tắt đống lửa nhặt đi một tí củi khô ném ở bên trên rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực đem ngư thả ở bên trên bắt đầu thịt nướng suy nghĩ một chút lại đi tới một bên nhặt đi một tí con cu cái gì sau đó cầm nhặt lên một khối tấm đá, đặt ở trên đống lửa, sau đó đem con cua khá hơn một chút ngổn ngang tôm cái gì nhét vào trên tấm đá. Nhét đầy cái bao tử. Hắn trực tiếp nằm ở tròi bên trong, trong tay còn nắm một cái nhánh cây. Đây là vũ khí phòng thân. Muốn biết rõ ở chỗ này, tràn đầy hung hiểm. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác thân thể từng trận lên xuống. Tự hồ tìm được đã lâu đằng vân giá vụ cảm giác. Chỉ là một trận gió thổi qua, cống đến hắn rung một cái. Trận mở con mắt nhìn một cái. Vụ tàu. Lại nước lớn rồi. Tròi bị hướng chia năm xẻ bảy, mà hắn cũng bị triều thủy vọt ra, đang ở mặt biển nổi lơ lửng. Vụ tàu. Như lai Phật tổ khóc không ra nước mắt, chính mình tân tân khổ khổ xây dựng tròi, cứ như vậy không có. Bất quá bây giờ không kịp suy nghĩ nhiều, hắn liều mạng hướng trên bờ leo đi. Bằng không, một hồi dễ dàng cho hắn vọt tới hải lý. Hắn ngơ ngác ngồi ở bờ biển, nhìn lên trước mặt lên xuống nước biển. Không khỏi dâng lên một loại lòng như tro nguội như vậy cảm giác. Thủy triều dần dần lui bước. Đông phương mặt trời mới mọc, sáng chói quang, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tầng mây, giống như là một cái rực rỡ tươi đẹp màu sắc rực rỡ sợi tơ, chiếu sáng ở trên biển khơi, tỏa ra nước biển ba quang lên xuống. Như lai Phật tổ phản phất là mất đi hồn phách tượng gỗ, ngây ngô ngồi yên không nhúc nhích có ngư mắt cạn ở bãi cạn ngay tại bên cạnh hắn chỉ là nhìn cũng chưa từng nhìn tựa như có lẽ đã lòng như tro nguội rồi một lát sau hắn xoay người đi lên đảo tốn sức ba lạp chỉnh xuống một cái cây mây để cho hắn buộc ở rồi cách đó không xa một viên vai u thịt bắp đại thụ trên cành cây dưới sợi dây mặt này một đầu hệ một cái vòng đối với mình đầu khoa tay múa chân một cái không sai biệt lắm đầu có thể đưa vào đi ngay sau đó đưa đến rồi mấy tảng đá đệm ở rồi chân mình hạ đi lên đá hắn kéo cây mây thử một chút trói hẳn thật chặt nhìn minh sáng ánh mặt trời hắn hít một hơi thật sâu đầu chậm rãi đưa vào vòng hắn không sống được hắn muốn lên treo tự sát hiện tại phật tổ đã hoàn toàn lòng như tro nguội mất mặt gì không ném người cũng đã không trọng yếu chỉ cần mình chết hồn vào địa phủ sau đó do Diêm Vương cho hắn đưa về Tây Thiên, chỉ cần tìm được hai vị thánh nhân, hắn nhất định có thể khôi phục. Hắn hoàn toàn tâm tồn tử trí rồi. Bởi vì ở chỗ này thời gian, đã không có qua. Hắn dãy dụa lâu như vậy, liền quần cộc tử cũng dãy dụa không có, cũng coi là phi thường ương ngạnh rồi. Hắn chậm rãi đem đầu mình bỏ vào vòng dây bên trong. Dùng sức trừng một cái dưới chân đá, chuẩn bị xong hết mọi chuyện. Ô gào một tiếng phía dưới thụ một nhất trận lay động, phản phất có giả thú gì tới. Như lai Phật tổ trợn tròn cặp mắt, qua lại đạp chân. Đã tại tử vong một đường giữa. Nhìn dáng vẻ, hắn lập tức phải thăng thiên. ba Cây mây ở một khắc cuối cùng đột nhiên gãy lìa, không có tiếp nhận được như lai Phật tổ thân thể mập mạp. Như lai Phật tổ thẳng tắp rơi xuống, miệng to thở hỗn hển. Từ. Đột nhiên, hắn phát hiện không đúng chỉ thấy không biết rõ lúc nào dưới tàn cây lại xuất hiện một con lợn rừng mà hắn may mắn thế nào cưỡi ở heo rừng trên người con heo rừng kia điên cùng chạy chạy mong muốn như lai phật tổ từ trên người nó bỏ rơi tới như lai phật tổ cũng mộng ép hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ heo rừng mang theo hắn ô ô hướng trên đảo chạy đi phong thổi như lai phật tổ nhỏ khẽ hít một con mắt của hạ ông chặt heo rừng sợ hãi cho mình bỏ rơi đi nhỏ nhỏ mị đến con mắt nhìn có chút mê ly rất nhiều một bộ đại tướng quân công kích hãm trận hào hùng như lai phật tổ cưỡi heo rừng hướng trên đảo phóng tới về phần trên đảo có cái gì hắn cũng không biết rõ bởi vì mấy ngày qua hắn cũng không có dám đi sâu vào quá nhiều đều là ở vòng ngoài đi lang thang giờ phút này hắn đã hoàn toàn không cần thiết chết có thể thế nào đến thời điểm trực tiếp để cho diêm vương cho đưa đến tây thiên đi ngược lại chính tự mình cũng không muốn sống ông cái ý nghĩ này như lai phật tổ hoàn toàn không cần thiết cưỡi heo rừng chính là đi vào trong làm tây thiên trải qua nhiều ngày tìm đối với như lai phật tổ vấn đề tự như nói đã bỏ đi rồi mà di lặc phật càng là mơ hồ đại diện như lai phật tổ vị trí xử lý công việc đối với này chuyện tự hồ phía dưới phật đà đều đã bất tri bất giác thầm chấp nhận tự như có lẽ đã đón nhận hắn lại là hạ nhất đảm nhiệm Phật tổ. Chỉ là quan âm Bồ Tát nhưng có chút lo lắng. Nếu như đến thời điểm như Lai Phật tổ trở lại, thấy chính mình không sai biệt lắm bị giá không? Không biết rõ có thể hay không cùng Di Lạc Phật làm. Đợi đến lúc thời cơ chính mùi, do nàng dẫn Phật tổ trở lại, không biết rõ những thứ này chúng Phật là biểu tình gì. Theo ngân đầu yết đế trở về. Khởi bẩm Di Lạc Phật, cũng không có phát hiện Phật tổ tung tích. Di Lặc Phật gật đầu một cái, từ tốn nói, bây giờ Phật tổ sự tình, tạm thời trước để xuống đi. Chủ yếu việc cần kiếp trước mắt là tây hành đoàn người, còn nữa, Linh Sơn đã trống không đứng lên, mọi người hẳn nghĩ biện pháp như thế nào để cho Linh Sơn lần nữa bổ sung cho. Vụ tào sẽ không còn để cho chúng ta quyên tiền chứ. Chúng Phật liếc nhau một cái, cũng nhìn thấu mỗi người tâm lý ý nghĩ. Lần trước đã nhịn đau cắt thịt, tiền quyên được một ít. Nếu như còn để cho bọn họ tiếp tục quyên tiền, khẳng định như vậy đại đa số người đều là không muốn. Mọi người tiếp tục điều tra như lai Phật tổ hạ xuống, còn do ngân đầu yết đế mấy người phụ trách, chỉ là nếu như thấy được thiên tài địa bảo cái gì, cũng phải thuận tay mang về. Bây giờ Linh Sơn đã trống không đứng lên, lúc này không giống ngày xưa, mặc cho bất kỳ một chút vật, đều là bảo bối. Không thể không nói, Di Lạc Phật cân nhắc vẫn là rất chu toàn. Linh Sơn lục soát cứu tiểu đội, như cũ còn tiếp tục lục soát này như lai Phật tổ hạ xuống, nhưng cũng đã không phải trọng yếu mục đích rồi. Chủ yếu mục đích, nếu như thấy thiên tài địa bảo cái gì, mang về. Cho nên nói, Linh Sơn đội tìm cứu, biến thành tầm bảo đội. Công Phật chỉ. Ngân đầu yết đế nhận Phật chỉ. Đối với nhiệm vụ này, hắn vẫn rất hài lòng. Dù sao khoảng thời gian này, bọn họ nói là ở bên ngoài tìm như lai Phật tổ hạ xuống, thực ra đại đa số thời gian đều là ở tiêu sái. Nghe một chút Di Lạc Phật còn phải cho bọn họ phóng ra ngoài, tự nhiên cũng mừng rỡ mà bắt đầu. Không biết rõ Phổ Hiền có thể hay không mời được Ly Sơn Lão Mẫu. Di Lạc Phật lo lắng mà bắt đầu, tiếp theo khó khăn còn cần Ly Sơn Lão Mẫu đối tôn ngộ không chỉ điểm. Sau đó do hắn đi tìm Tỳ tì Lam Bồ Tát, thu phục ngô công tinh. Giờ phút này, Di Lạc Phật tràn đầy động lực. Muốn biết rõ, như lai phật tổ lúc tại vị sau khi căn bản không có hoàn thành bao nhiêu kiếp nạn nếu như hắn đột nhiên hoàn thành khẳng định càng để cho linh sơn chúng phật nhìn với cặp mắt khác xưa còn có hai vị thánh nhân quan âm tôn giả do ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm thỉnh kinh đoàn người di Lặc phật vẫn là không yên lòng cho quan âm bồ tát phái đi xuống nhìn bọn hắn chằm chằm cái này làm cho quan âm bồ tát có chút bất mãn còn không phải phật tổ đâu rồi lại nhưng đã bất tri bất giác bắt đầu ngắt nhéo. Đối với lần này, nàng cũng không có nói gì nhiều, xoay người hạ giới rồi. Ly Sơn Ly Sơn lão mẫu như của một thân màu vàng lật quần áo, tu bổ đến nghề làm vườn đây. Đối mặt Ly Sơn lão mẫu, phổ hiền vẫn như cũ rất lúng túng. Lần trước mất mặt sự tình, nhưng là bị Ly Sơn lão mẫu chính mắt thấy. Bất quá vẫn là kiên trì đến cùng nói, phổ hiền tham kiến Ly Sơn lão mẫu. Ly Sơn lão mẫu tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, tiếp tục tu bổ đến nghề làm vườn. Khởi bẩm mẹ già, người kế tiếp kiếp nạn, yêu cầu mẹ già tương trợ, mong rằng mẹ già khổ cực một chuyến. Phổ Hiền trực tiếp đem lần này tới mục đích nói ra. A, à, ta cho là đã không có cần thiết. Ta bất quá chỉ là một cái người dẫn đường, có ta không ta cũng không có gì, bởi vì sự tình như thế, ai cũng có thể làm. Ly Sơn lão mẫu từ tốn nói đối với cái này một kiếp nạn nàng rõ ràng quả thật chính là một cái chỉ đường nếu như muốn không phải đường tam tạng một cái như vậy biến số nàng có lẽ sẽ không cự tuyệt nhưng là bây giờ xuất hiện đường tam tạng một cái như vậy biến số lấy đường tam tạng thao tác hoàn thành này một khó khăn ha ha ly sơn lão mẫu là không ôm ấp bất kỳ hy vọng cái này phổ hiền còn muốn nói gì chỉ nghe Ly Sơn lão mẫu tiếp tục nói, ngươi trở về nói cho đa bảo, đây chính là ta nói. Vừa nói, hướng Ly Sơn đi vào trong đi. Mẹ già. Một đạo thân ảnh hiện lên, na tra tay cầm hỏa tim thương trắng phổ hiền trước mặt. Bồ Tát, gia sư lời đã nói rất rõ ràng rồi, xin trở về đi. Từ na tra phản bội thiên hạ giới, về lại tiệt giáo môn hạ. Ly Sơn lão mẫu mang theo nàng trở lại bích du cung, bái kiến thông thiên thánh nhân sau. Thông Thiên trực tiếp đem na ra ném cho Ly Sơn lão mẫu, bị Ly Sơn lão mẫu thu làm đồ đệ. Thấy vậy ở đây, Phổ Hiền không thể làm gì khác hơn là trở lại Tây Thiên rồi. Trở lại Tây Thiên cùng Di Lặc Phật bẩm báo một tiếng. Di Lặc Phật ngồi ở trên băng ghế nhỏ, ngậm thuốc lá, khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút, tự hồ cũng là chuyện như thế. Ngược lại nàng chính là một cái chỉ đường nhân. Huống chi bây giờ Quan Âm Bồ Tát đang ngó chừng thỉnh kinh đoàn người hoàn toàn có thể do nàng làm cái này chỉ đường nhân phổ hiền còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến thông báo quan âm tôn giả một tiếng thích hợp thời điểm có thể do nàng ra mặt làm một ngón tay người đi đường di lặc phật nói quan âm nghe được phổ hiền thông báo tin tức không có bất kỳ ngoài ý muốn bởi vì nhìn phổ hiền dáng vẻ liền biết rõ ly sơn lão mẫu cự tuyệt bất quá ai làm cái này chỉ đường nhân cũng quá sức đường tam tạng là biến số có thể hoàn thành này một khó khăn mới là lạ quan âm bồ tát bây giờ đã hoàn toàn đối tây hành kiếp nạn buông tha bởi vì ngươi chỉnh không được biến số chính là chủ yếu người đi lấy kinh ngươi không thể làm gì dù là đến thời điểm như lai phật tổ biết rõ biến số chính là đường tam tạng cũng không dám làm những gì về phần giết chết hắn đừng suy nghĩ đây là tây du lượng kiếp cuối cùng một đời người đó chết hắn đều không thể chết chủ yếu nhất bây giờ quan âm bồ tát là đường vũ nhân cho nên tây du lượng kiếp đã hoàn toàn không thèm để ý chỉ bất quá trên mặt nỗi nàng vẫn như của phật môn người tự nhiên còn phải dựa theo phật môn giao phó đi làm việc đường vũ cưỡi sư tử chạy ở phía trước ô ô nhanh chỉ là hắn ngồi ở sư tử bên trên một bộ nhàn nhã tản bộ bộ dáng cưỡi sư tử làm ra đi thật xa sau đó trở về chơi đùa phi thường cao hứng cũng không biết rõ vật môn những thứ kia biết độc tử thế nào. Chính mình hẳn đi đi bộ một vòng. Nghĩ đến đây, đường vũ đánh một cái sư tử cái mông, tỏ ý nó, bay đi, hai ta đi bộ đi. Nhìn sư phó cưỡi sư tử lại đi bộ đi. Đồ đệ ba cái, cũng ngừng lại, ở nghỉ ngơi tại chỗ. Đối với cái này hết thảy, bọn họ đã rất quen thuộc. Hầu ca, ngươi nói sư phó lại lên kia đi bộ đi. Trư bác giới ngẩng đầu lên, hướng đường vũ nhìn, đang lúc xoay người liền còn dư lại một chút điểm đen nhỏ rồi, không biết rõ. công ngộ không leo lên cây, hướng xa xa nhìn một chút, ngay sau đó ngã nhào một cái bay xuống. cửi sư tử, đường vũ lên thiên, ô ô, chính là hướng đại lôi âm tự làm. đại lôi âm tự trong thanh lâu, thấy đường vũ cái bộ dáng này, di lạc phật nhất thời tiêu nóng nảy, ngân đầu yết đế, lời vừa ra khỏi miệng, mới cảm giác không đúng tứ phương yết đế đều đã không có ở đây linh sơn rồi nhìn đường tam tạng tốc độ này không bao lâu cũng đã làm đến linh sơn rồi hướng phía dưới chúng phật nhìn đều tại cúi đầu không nói đối với đường tam tạng bọn họ đều có xuất phát từ nội tâm sợ hãi không thể làm gì không thể làm gì khác hơn là di lặc phật tự mình ra mặt đừng xem di lặc phật đối với linh sơn chúng phật rất có uy nghiêm nhưng là đối mặt đường vũ trên mặt trực tiếp nổi lên nịnh hót nụ cười tam ca, tam ca. Đường vũ cưỡi sư tử làm đi qua. Nha, di mập mạp, ngươi này tại sao còn hôn tự ra nghênh tiếp, ta cũng ngượng ngùng. Két. Di lạc Phật nhất thời ngây ngẩn, hoàn toàn không biết rõ làm sao ngôn ngữ rồi. Không cần, không cần ngươi tới đón tiếp, ta có thể tìm được Linh Sơn rồi, lần trước ta theo đến ngân đầu yết đế tới qua một lần. Đường vũ nói, ta đi bộ một vòng, ta còn chưa có tới đại lôi âm tự, cho ta nhìn xem chứ, đúng rồi, như lai Phật tổ có ở đó hay không, ngươi cho ta nói với hắn nói, ta trực tiếp đem kinh thư mang đi, có được hay không? Di Lặc Phật trên mặt lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, tam ca, cái này không được, không được, bởi vì, lúc ấy Phật tổ cũng nói, muốn lấy chân kinh, phải nhất định trải qua một phen kiếp nạn, chỉ có như vậy mới có thể lấy được Đại Thừa Phật Pháp, hy vọng tam ca, ngươi hiểu, hiểu. Há, như vậy nha, khi ta hiểu rồi đường vũ biểu thị phi thường hiểu ta đây đi đi bộ một vòng có được hay không ta trước trước thời hạn làm quen một chút hoàn cảnh ha ha nghe nói ta sau này cũng có thể thành phật ta đây còn có chút tiểu mong đợi hắn gãi đầu một cái một bộ rất là ngượng ngùng bộ dáng ngươi này đức hạnh thành thí phật bây giờ cũng chính là thỉnh kinh nhiệm vụ lớn yêu cầu ngươi chờ ngươi đến linh sơn phỏng chừng có thể bị quần đấu Di Lạc Phật nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt như cũ còn mang theo nịnh hóc nụ cười, tam ca, này không được đâu, ngươi tạm thời vẫn không thể tới đi bộ. Đợi sau này ngươi thành Phật, ngươi nghĩ thế nào đi bộ đều được, này chính là mình gia. Ta đây trước thời hạn làm quen một chút hoàn cảnh chứ sao. Đường vũ xuất ra một cây tăng thêm vật liệu yên, đưa cho Di Lạc Phật. Tạ tam ca, tạ tam ca. Di Lạc Phật cầm lấy yên đốt, hút một hơi, tam ca, không phải lão đệ không cho ngươi đi, mà là này Linh Sơn quản lý việc nhà làm chủ là Phật tổ, ngược lại ngươi bây giờ này không thể tới đi bộ. Hắn lời này đem đầy đủ mọi thứ cũng đẩy tới trên người như lai Phật tổ. Ta không phải là không cho ngươi tới. Ngươi có thể đi bộ. Nhưng là như lai Phật tổ không để cho. Di lạc Phật không khỏi bội phục đến chính mình cơ trí. Không nhịn được vì chính mình lời nói này điểm rồi một cái đại đại đáng khen. Đường Vũ nhìn hắn một cái. Đi nha, lão tiểu tử, cùng ta hai chơi đùa hư. Cái kia Phật tổ ở Linh Sơn không, ngươi để cho hắn đi ra chứ, ta và ngươi nói đó là ta lai ca, ta này tâm tư không có chuyện gì tìm hắn uống chút. Không có chuyện gì. Di Lạc Phật không khỏi âm thầm lật rồi một cái liếc mắt. Thỉnh kinh chuyện lớn như vậy tình, ngươi nói cho ta biết không có chuyện gì, kéo con bê đây. Tam ca, bây giờ Phật tổ không có ở Linh Sơn, chính đang xử lý đến một ít chuyện. Sau khi nói xong, Di Lạc Phật hối hận. Vụ Tào Đã biết nói gì, vạn nhất đường tam tạng liều lĩnh muốn đi Linh Sơn đi bộ một vòng, này có thể làm sao chỉnh. Quả nhiên, ánh mắt của đường vũ sáng lên, à. Như Lai Phật Tổ không có ở đây Linh Sơn, ta đây đi bộ một vòng đi chứ, ngược lại hắn cũng không biết rõ. Nhất thời Di Lạc Phật liền ngây ngẩn. Hận không được tác mình một cái miệng rộng tử. Tam ca, ngươi này thật không có thể đi bộ, mặc dù Phật tổ không có ở đây, nhưng là khai báo chúng ta những người này, nếu như tùy tiện cho ngươi vào Linh Sơn đi đi bộ, như vậy Phật tổ biết rõ, nhất định sẽ trách tội xuống. Tam ca, ngươi hiểu hiểu, thông cảm xuống." Di Lạc Phật không lưng quỵ gối nói. "Ta đây không nói, ngươi không nói, Phật tổ không liền không biết." Đường Vũ chớp con mắt, thuần chân hình như là một đứa bé sơ sinh. "Tam ca nha, ngươi suy nghĩ một chút linh sơn nhiều như vậy phật đà đâu rồi ta không nói ngươi có thể bảo đảm bọn họ cũng không nói sao có phải hay không là tam ca cái kia lão đệ còn có chút chuyện bằng không ngươi đi nơi khác đi bộ một chút giờ phút này di lặc phật hoàn toàn biết tại sao ngân đầu yết đế nằm mơ đều tại kêu tam ca cùng đường tam tạng cầu xin tha thứ nếu mà cứ như vậy hắn rất có thể cũng đi lên kia một con đường này đường tam tạng quá đáng ghét rồi đường vũ nhìn di lạc phật tại sao ta cảm giác ngươi có chút phiền ta ư ta đây sao tuyển người phiền sao ngươi còn biết rõ ngươi đáng ghét nha chỉ thấy đường vũ nhíu mày một cái tiếp tục nói con người của ta tiếng tâm vẫn là rất không tệ ngược lại ngươi mạng mạng cùng ta nơi nơi không tốt chính ngươi tìm nguyên nhân tam ca ngươi này nói chỗ nào lời nói làm sao có thể phiền ngươi thì sao ta đối với ngươi chỉ có tôn kính sùng bái Di Lạc Phật nghĩa chính ngôn từ vừa nói, nhưng là, Tam ca, bây giờ lão đệ thật có chuyện, bằng không ngươi đi nơi khác đi bộ một chút đi. Vậy cũng tốt. Nghe một chút Đường Tam tạng phải đi nơi khác đi bộ đi, Di Lạc Phật âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Đường Vũ thật vô cùng dứt khoát, cử sư tử xoay người rời đi. Nam Thiên Môn. Một ít thiên binh nhất thời khẩn trương lên. Biết rõ thấy là người đi lấy kinh, bọn họ mới buông vũ khí xuống. Đừng tam tạng, ngươi không cố gắng lấy Tây Kinh, tới Thiên Đình không biết có chuyện gì." Một cái thiên binh tràn đầy uy nghiêm nói. Đường Vũ ở tâm lý khinh thường cười một tiếng, một cái tiểu tiểu thiên binh thật có thể được sắc. "Ngươi liền đem Linh Sơn chúng Phật chỉnh đến, bọn họ cũng không dám cùng Tam ca nói như vậy." Cửi sư tử, rơi vào Nam Thiên Môn bên trong. Nơi này đã thuộc về Thiên Đình địa giới. Đường Vũ Hiếu Kỳ hướng bên trong nhìn một chút, đây chính là Thiên Đình nha thật là lớn nha. Lăng tiêu bảo điện. Ngọc đế một cái yên liền sặc ở trong miệng. Này thật tốt người đi lấy kinh, thế nào cưỡi sư tử, tới nam thiên môn đi bộ tới. Thái bạch kim tinh, do người đi ra xem một chút, người đi lấy kinh tới ta thiên đình vì chuyện gì. Đúng bệ hạ. Thái bạch kim tinh vội vàng chạy tới nam thiên môn. Đối với đường tam tạng nhiều lần hợp tác, hắn đã hoàn toàn không xa lạ gì. Chỉ là đối với như vậy hòa thượng Hắn lại có điểm sợ hãi Sau một hồi Thái Bạch Kim Tinh quay trở về Lan Tiêu Bảo Điện Khởi bẩm bệ hạ Đường Tam Tạng nói hắn đi bộ một vòng Đi bộ Cái này làm cho Ngọc Đế hơi nhíu mày Đúng giờ phút này hắn đang cùng chúng ta thiên đình thủ vệ nói chuyện phím, hỏi chúng ta tiền lương đãi ngộ cái gì thế nào, cơm nước có được hay không, nếu như có thể, hắn muốn cùng chúng ta lăn lộn thái bạch kim tinh âm thầm nhìn ngọc đế liếc mắt hắn vừa mới đi ra ngoài một vòng thiếu chút nữa không có bị đường tam tạng cho phiền chết kéo khác các loại hỏi đông lạp tây xã nhưng là còn phải tìm hắn hối đoái thuốc lá đâu rồi dù là tâm lý có ở đây không tràn đầy trên mặt cũng phải cười ứng thừa ngọc đế hơi nhíu mày đây là vấn đề gì hắn có chút không hiểu hơi hơi do dự nhìn một chút ngọc đế xuất hiện ở nam thiên môn miệng Tham kiến Ngọc Đế Thiên binh hành lễ Đường Vũ ngồi dưới đất, hút thuốc Hoàng sư tinh nằm ở chân hắn cạnh Giống như là một cái trung thành chó lớn tựa như Đường Tam Tạng Ngươi không cố gắng lấy Tây Kinh Tới ta này thiên đình không biết có chuyện gì Ngọc Đế chấp hai tay sau lưng hỏi Ta xem ngươi thiên đình đãi ngộ không tệ Bằng không ta không lấy kinh nghiệm rồi Ta tới ngươi thiên đình làm cái kém đi Nghe vậy Con mắt của Ngọc Đế trừng một cái nếu như đường tam tạng thật không lấy tay kinh rồi Tới thiên đình người hầu kia cũng không cần nghĩ Phật môn khẳng định được làm hơn đến Chỉnh không tốt cũng dễ dàng phát sinh Phật đạo cuộc chiến Đường tam tạng ngươi đang nói gì Mặc dù thỉnh kinh đường xá gian khổ Tuyệt đối không thể sinh ra lười biến chi tâm Ngọc đế đứng ở Phật môn lập trường nói Há như vậy nha Đường vũ ngồi dậy Cửi rồi sư tử ta đi đây Quét một chút ở Ngọc Đế trước mắt biến mất. Ngọc Đế lắc đầu không khỏi khẽ cười một cái. Phật môn trăm ngàn cây đắng chọn người đi lấy kinh, lại biến thành cái này đức hạnh. Hắn không khỏi có chút nhìn có chút hả hê đứng lên. Đường vũ cưỡi sư tử, đầy trời chạy hết một vòng, lúc này mới đi xuống. Nhìn đường tam tạng rốt cuộc đi bộ xong rồi, về hàng, di lạc Phật không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Trên hoang đảo, một cái tạo không có con dạng nhân, từng bước từng bước từ trên đảo đi ra đi tới bờ biển trên người sơn đen mà đen cái gì cũng không xuyên đưa tay từ bờ biển nhặt đi một tí ngư trực tiếp liền ăn sống bị heo rừng làm lên đến đảo vốn là hắn cũng đã bỏ đi vùng vẫy chết tốt hơn nhưng là bản năng cầu sinh như cũ đôn đốc hắn kiên trì được lúc đó cưỡi heo rừng một đường hướng trên đảo làm đi không biết rõ có phải hay không là hắn vận khí tốt duỗi tay nắm lấy một cái cành cây tử, ca ca mấy cái liền leo lên. Một mực đợi xuống phía dưới không có động tĩnh. Biết rõ heo rừng đi, lúc này mới đi xuống. Chỉ là trong rừng cây nguy cơ tứ phía, giả thú qua lại. Dù là hắn đã tâm tồn tử chí, cũng không khỏi sợ hãi. Tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, làm vì chính mình vũ khí phòng thân. Chậm rãi ở trên hoang đảo đi mà bắt đầu. Chuẩn bị lần nữa trở lại bờ biển, dù sao tương đối mà nói, hay lại là bờ biển tương đối an toàn. Nhưng là lạc đường. Đông nam tây bắc cũng không phân rõ, hoàn toàn mộng bức. Bất quá hắn vẫn phi thường thông minh, đối với cái này dạng hoang đảo cầu sinh, tự hồ có bẩm sinh thiên phú. Hắn bắt đầu tìm heo rừng dấu chân, cũng chính là lôi kéo liên quan đến hắn đến trong đảo con heo rừng kia. Theo heo rừng dấu chân, hắn xem như đi ra. Bất quá hai ngày này trên căn bản cái gì cũng không ăn cũng mẹ hắn muốn đói mệt lả cho nên đi ra chuyện thứ nhất chính là đi bờ biển bắt cá về phần nướng cá đừng nghĩ trực tiếp ăn sống đi điền no bụng trước đang nói đi nằm ở trên bờ cát thật lâu hắn mới đứng dậy đi tới bờ biển giảng đang trùng tắm một cái vốn là hắn đã không muốn sống nhưng là trải qua một lần cưỡi heo sự kiện sau lần nữa cái búng rồi cầu mong gì khác làm ăn thưởng thức phật kinh cũng đã nói con kiến hôi còn sống trộn đây mặc dù tử vong đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu bởi vì chết diêm vương nhất định sẽ cho hắn đưa đến tây thiên phật môn nhưng là nếu quả thật như vậy như lai phật tổ cảm giác mình tự hồ cũng không cần thiết ở còn sống dù sao mất mặt cũng ném đến nhà khi đó sợ rằng tam giới cũng được biết rõ như vậy mất mặt sự tình đi cũng không mặc sống thêm rồi cho nên suy đi nghĩ lại hắn quyết định hay là ở dãy dụa thoáng cái dù là đã cái gì cũng không có liền quần cộc tử cũng không có cũng phải thử đi dãy dụa xuống có lẽ ngày mai linh sơn chúng phật liền tìm tới đâu rồi phải không chỉ cần mang lòng hy vọng thì có sống được dũng khí rửa mặt xong sau đi vào trên đảo dĩ nhiên hắn không có đi sâu vào chỉ là ở vòng ngoài chỉnh đi một tí cây mây nhánh cây cái gì bởi vì có kinh nghiệm lần trước lần này động thủ, càng là bắt vào tay, rất nhanh thì đang một món váy, thắt ở bên hông. Sau đó, dùng nhánh cây chỉnh một cái giảng dịch ngư xoa, dù sao hắn được ăn cơm. Giờ phút này đối với chúng sinh nổi khổ, hắn có càng sâu sắc nhận biết. Nhân làm nhân sinh còn sống chủ yếu chính là thức ăn vấn đề. Nhân gia thiên đình thần tiên phạm tội, một loại cũng đánh vào phàm trần, được một lần luân hồi nổi khổ. Như vậy có thể thấy, cái này phàm trần rốt cuộc là biết bao thống khổ. Nắm ngư xoa huy vũ hai cái, tạm được, cảm giác thật thuận tay. Lúc này, trên mặt biển loáng thoáng nổi lên một chiếc thuyền nhỏ. Như Lai Phật tổ tựa như thấy được hy vọng như thế, vẫy tay quát to lên, "Ai, ai, có người, ai, tới nha." Nhưng là thuyền nhỏ như ẩn như hiện, càng lúc càng xa. Cho dù là thuyền nhỏ chở hắn, hắn phải thế nào hồi Linh Sơn? Đây cũng là một cái vấn đề chẳng nhẽ giống như đường tam tạng, đi trở về sao? Nhưng là chỉ cần lên thuyền, thì có sống được hy vọng. Nếu quả thật trở lại Linh Sơn cái gì, có thể tới phổ độ thoáng cái. Nhưng là thuyền nhỏ dần dần biến mất. Nói khác đều không hữu dụng. Thuyền nhỏ không có. Liền hắn đều không khỏi bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc là thật nhỏ chu, hay lại là ánh trăng khúc xạ ở trên mặt biển ảo giác đây. Dù sao ở chỗ này nhiều ngày như vậy, hắn cũng đại khái biết một chút. Đây chính là một nơi cô đảo. Tại sao có thể có nhỏ như vậy chu trải qua đây? Cho dù là ảo giác, có thể Như Lai Phật tổ tức cắn răng nghiến lợi, tức miệng mắng to. Hừ, gặp Phật không bái, chân mệnh đã mất, gặp bổn tọa, không cho lên thuyền, vụ tàu ni vững vàng. Ngơ ngác ở bờ biển đứng trong chốc lát. Như Lai Phật tổ xoay người đi vào trên đảo, bắt đầu chỉnh một ít cây chi, cây mây cái gì hắn được đơn giản cho mình chỉnh một cái chỗ an thân. Tối thiểu cũng phải chỉnh một cái có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi địa phương. Về phần Tây Thiên những thứ kia biết độc tử, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút tìm đến đi. Như Lai Phật tổ thật rất kiên cường, nếu như nếu như người bình thường, có lẽ cũng sớm đã hỏng mất. Mà hắn như cũng mang lòng hy vọng, cố gắng giải dụa, không buông tha. Tây Thiên Đại lôi âm tự trong thanh lâu trên căn bản đã hoàn toàn có thể tuyên cáo như lai phật tổ vĩnh viễn rời đi sự thật đã nhiều ngày trôi qua không hề có một chút tin tức nào đại đa số đều cho rằng không sai biệt lắm như lai phật tổ đã khai báo như lai phật tổ không có ở đây nhưng là phật môn thời gian khẳng định còn phải chiếu quá khi chính là mọi người muốn lần nữa tuyển cử tân phật tổ tới dẫn mọi người đây là một cái tốt thời đại mới mới tin phật môn thuộc về như lai phật tổ thời đại đã qua đang chọn cử nhân trung, phân biệt di lạc Phật, Hoang hỷ Phật, nhiên đăng cổ Phật. Chỉ là nhiên đăng cổ Phật đối Phật tổ vị hoàn toàn không có suy nghĩ gì, cho nên chủ động thối lui ra, không tham gia lần này đại tuyển. Cho nên, cuối cùng chỉ còn lại có di lạc Phật, Hoang hỷ Phật một trận tuyển cử rồi. Bất quá di lạc Phật tiếng hô là cao nhất. Dù sao nhân gia bây giờ di lạc Phật nhìn chầm chầm tay du đoàn người đâu rồi, này ngay cả có tuyệt đối quyền phát biểu. Bất quá hoan hỷ Phật, cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu đối phía dưới một ít Phật đà tặng quà, trước thời hạn làm xong đại tuyển chuẩn bị. Di Lặc Phật cũng trong bóng tối tiến hành. Mỗi người đều tại lôi kéo người này. Bây giờ Phật môn dù là chỉ còn lại có một cái cục diện rối rắm, hơn nữa một nghèo hai trắng, nhưng là đối với Phật tổ này cái vị trí, hai người cũng muốn chấm mút. Chỉ là nhân gia Di Lặc Phật thông minh, đôi mắt nhỏ hít một cái cười hít mắt vừa nói, đối với Linh Sơn Phật tổ chuyện, bổn tọa không có bao nhiêu ý tưởng, huống chi bổn tọa tự nhận là năng lực chưa đủ, không thể tốt hơn dẫn mọi người, cho nên, nếu như hoan hỷ Phật lên chức, có lẽ là Phật môn một chuyện mừng lớn. Hắn bắt đầu lấy lui làm tiếng. Càng nghe hắn nói như vậy, một ít Phật đà càng phát ra cảm thấy di lạc Phật người này không tệ. Hô hào âm thanh thì cũng càng cao. Trong mắt của ta, toàn bộ Linh Sơn, bây giờ ngoại trừ di lạc Phật ngươi, còn có ai có thể làm chọn Phật tổ? Phổ hiền Bồ Tát dẫn đầu nói. Chủ yếu là Di Lặc Phật trộm cắp cho hắn hai gói thuốc lá, mặc dù Di Lặc Phật không có rõ ràng nói rõ là ý gì, nhưng là Phổ hiền cũng biết rõ, giờ phút này đương nhiên phải đứng ra nói chuyện. Đúng nha, chúng ta Linh Sơn bây giờ cũng liền Di Lặc Phật ngươi có thể đảm nhiệm. Ta cũng đồng ý Di Lặc Phật làm lần kế Phật tổ. Một ít ủng hộ Di Lặc Phật chúng Phật rối rít hô hào mà bắt đầu. Nhưng mà ủng hộ hoan hỷ Phật Phật đà lại cho mày đối với Phật môn đại tuyển trong chuyện này. Quan âm Bồ Tát hoàn toàn không có dính vào, bởi vì nàng rõ ràng, như lai Phật tổ còn sẽ trở về. Giờ phút này đại tuyển, hoàn toàn chính là ở kéo con bê, bọn họ dằn vặt lung tung. Hoan hỷ Phật cùng Di Lạc Phật cũng đều tới tìm quá nàng. Đối với hai người ý tứ, nàng lòng biết rõ. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối cũng không có tỏ thái độ, đối với hai người tặng quà, cũng từ chối chỉ bất quá chuyện này làm hai mặt đều có chút không có kết quả tốt bởi vì theo hai người quan âm bồ tát rất có thể ủng hộ đối phương mới không thu lễ mặc dù di lặc phật để cho nàng nhìn chằm chằm đường vũ đám người bọn họ nhưng là quan âm bồ tát cũng không có việc gì vẫn còn ở tam giới đi dạo bên trên như vậy một vòng tìm như lai phật tổ bực này như lai phật tổ trở lại cũng dễ nghe di lặc phật cùng hoan hỷ phật thấy nàng như vậy cũng có chút khinh thường như Lai Phật Tổ cũng ném nhiều ngày như vậy, huống chi lúc ấy Linh Sơn chúng Phật đều xúc động, tìm khắp tam giới cũng không có tìm được, chỉ một mình ngươi khả năng sao? Không biết tự lượng sức mình. Có thể nói có dự định, tâm hoài quỷ thai. Chỉ là không biết rõ ai có thể cười cuối cùng. Nghe Linh Sơn đại tuyển, chuẩn bị lần nữa tuyển cử bước phát triển mới Phật Tổ. Đường vũ cả người đều ngẩn ra. Vụ tào. Còn có thể chơi như vậy. Này như Lai Phật Tổ còn chưa có chết đâu rồi, bọn họ lại nhưng đã bắt đầu nhớ hắn vị trí. Không khỏi đường vũ, đối như Lai Phật Tổ có chút đồng tình đứng lên. Sao nói đó cũng là hắn Lai Ca, hai người uống qua hai bữa rượu. Giờ phút này hắn ở hoang đảo dãy dụ cầu sinh, các ngươi nhớ ta Lai Ca vị trí. Điều này có thể được. Tam Ca cũng không ưa. Kết quả là, Tam Ca quyết định nhắc tới như Lai Phật Tổ cho hả giận. Đó chính là, hắn cũng phải tham gia đại tuyển. Bây giờ mặc dù đại tuyển còn chưa có bắt đầu, nhưng là Di Lạc Phật cùng Hoan Hỷ Phật đều đã trong bóng tối kéo phiếu bầu rồi. Quan âm Bồ Tát nói, Di Lạc Phật cùng Hoan Hỷ Phật tìm khắp quá ta, hơn nữa chuẩn bị một ít lễ vật, cũng để cho ta dịu dàng cự tuyệt rồi. Ừ, chuyện này ngươi làm rất tốt, tối thiểu ngươi còn muốn đi theo như lai. Đường Vũ đứng ở bên người nàng, hướng phía dưới nhìn. Đối với người kế tiếp kiếp nạn, hắn biết rõ rõ ràng nếu như dựa theo bình thường tốc độ bọn họ đã sớm tới chỉ là đường vũ đi hai bước thì phải nghỉ ngơi một ngày thỉnh thoảng còn phải cưỡi sư tử trời cao đi bộ một chút đưa đến duy ngộ đây cũng chính là phật môn cũng bởi vì đại tuyển làm chuẩn bị bằng không phỏng chừng sớm đã có người tới thúc giục hắn cũng không biết rõ như lai phật tổ như thế nào đây quan âm bồ tát nhìn đường vũ liếc mắt nở nụ cười khổ Giờ phút này giải dụ ở hoang đảo như Lai Phật Tổ, hoàn toàn đều là đường tam tạng làm. Đáng tiếc như Lai Phật Tổ còn không có chút nào phát hiện. Ngược lại không chết được. Đường vũ tràn đầy không quan tâm nói. Lần trước đi xem, phát hiện như Lai Phật Tổ sống có chút chật vật, có thể tối thiểu vẫn có thể kiếm đâm xuống. Người này giả ngoại cầu sinh, vẫn không tệ, tự hồ có bẩm sinh thiên phú. Nếu như đây nếu là để cho như Lai Phật Tổ biết rõ, đoán chừng tức miệng mắng to có ai thiên phú cái này không đều là bị bứt ra được không tiếp theo khó khăn nguyên vốn cần ly sơn lão mẫu là một cái người dẫn đường nhưng là bị ly sơn lão mẫu cự tuyệt không thể làm gì khác hơn là do ta ra mặt vừa nói quan âm bồ tát nhìn về phía đường vũ đường vũ cười ha ha đối với người kế tiếp kiếp nạn hắn biết rõ rõ ràng đơn giản chính là nhiều mục đích quái vấn đề do ly sơn lão mẫu chỉ dẫn tôn ngộ không đi tìm tì lam bồ tát sau đó thu phục ngô công tinh bất quá ta nghĩ ta người dẫn đường này hẳn không cần dùng quan âm bồ tát sau tiếp tục nói từ không cần ngô công tinh ta trực tiếp giải quyết đường vũ hơi nhíu mày người nói ta tham gia phật môn đại tuyển sao dưỡng nhất thời quan âm bồ tát ngây ngẩn không dám tin nhìn đường tam tạng cốc nửa ngày mới nói ngươi thật giống như không tham gia được hơn nửa ngươi cũng không thể có phiếu bầu nhĩ khóe miệng nàng không khỏi co quắp một cái. Cái này đường tam tạng thế nào cái gì cũng dám làm. Vừa nghĩ tới, nếu như đường tam tạng thật trúng tuyển Phật tổ. Vụ tào. Không dám tưởng tượng cái hình ảnh kia. Chán ghét bọn họ một chút. Đường vũ nhún vai một cái. Khoảng thời gian này di lạc Phật chạy chuyên cần, thường xuyên đến tìm hắn đổi lấy thuốc lá. Rất rõ ràng đang dùng thuốc lá tặng quà, tới kéo phiếu bầu đường vũ không ngại, mình cũng đi vào dính vào một cước. Tham gia một ít Phật môn Phật cổ đại tuyển. Chủ yếu chính là trừ ác tâm Phật môn những thứ kia biết độc tử. Đường vũ quyết định. Hắn muốn đi tham gia Phật môn đại tuyển. Bất quá chỉ là vui đùa một chút, nếu như nếu là hắn thật muốn tham dự. Chỉnh không tốt thật có thể đại tuyển bên trên Phật tổ, dù sao bây giờ toàn bộ Phật môn cũng đã bắt đầu hút thuốc lá. Này thuộc về bị hắn bóp Phật môn mạch sống nhưng là nếu như làm như thế, kia phiền phức lớn rồi. Không nói trước xa cách liền Tây Phương hai vị kia thánh nhân cũng không mang theo đồng ý. Vụ tào Người đi lấy kinh làm như lai Phật tổ. Chặt chặt. Suy nghĩ một chút cái hình ảnh kia. Tây Thiên. Đại lôi âm tự trong thanh lâu. Một mảnh tường hòa. Như lai Phật tổ ném sự tình, tựa như nói đã qua. Thuộc về hắn thời đại cũng đi qua rồi chuẩn bị bắt đầu nên đón tân Phật tổ. Tân Phật tổ, tân Phật môn. Trong hỗn độn hai vị thánh nhân, cũng không có nhúng tay những thứ này. Bất quá, nếu như đại tuyển nhân, cuối cùng rơi vào hoan hỷ Phật trong tay, bọn họ khẳng định sẽ còn dính vào một ít. Hoan hỷ Phật ăn uống chơi gái đánh cược cái gì cũng làm, nếu như do hắn dẫn Phật môn. Khi Phật môn cũng không cần chơi. Bất quá di lạc Phật đúng là một cái không tệ nhân tuyển chỉ là thiếu thiếu một ít lãnh đạo khí thế, chẳng qua nếu như thêm chút đúc luyện, cũng có thể đối phó dùng. Mấy ngày nay yên đặc biệt phí, Di Lạc Phật mới vừa đổi 20 bao, không có. Chủ yếu vẫn là dùng để tặng quà, phóng phiếu bầu rồi. Lấy ra một ít chính mình tiền để dành. Đi đến hạ giới. Rất nhanh liền phát hiện đường tam tạng một nhóm nhân. Ở một nơi trong rừng cây. Đường vũ đơn giản là một cái võng, giờ phút này đang ở nằm ở phía trên rung nha rung nhắm đến con mắt mang trên mặt thỏa mãn nụ cười đồ đệ ba người thấy được di lạc phật cũng không có nói gì đối với hắn ý đồ đều là lòng biết rõ a à, tam ca ngủ thiếp đi di lạc phật hỏi ngủ cái rắm đường vũ chỉ là đang nghỉ ngơi ở nhắm mắt dưỡng thần không chờ hắn đi vào đâu rồi cũng đã cảm thấy di lạc phật khí tức từ di mập mạp tới. Đường vũ từ võng bên trên xoay mình mà xuống, hoàng sư tinh rất là nhu thuận nằm trên đất, này từ võng lật đi xuống, trực tiếp đánh rơi trên người nó. Tam ca, ha ha, tam ca. Di lạc Phật mang trên mặt nịnh hóc nụ cười, cái kia, không khói, tìm tam ca tới hối đoái một ít tới. Vung tay lên, một nhóm pháp bảo rơi vào trước mặt đường vũ. Đường vũ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tự hồ đang suy nghĩ như thế nào cùng hắn nói, chính mình tham dự đại tuyển sự tình đến di mập mạp ta và ngươi nói chút chuyện đường vũ hướng trong rừng cây đi tới cái này làm cho tam tên học trò đều không khỏi biểu môi chuyện gì nhỉ chính như vậy thần bí xuất ra một điếu thuốc đưa cho di lạc phật di lạc phật nói cám ơn liên tục tạ tam ca tạ tam ca nghe nói phật môn xảy ra chuyện đường vũ biết rõ còn hỏi nói Phật môn sự tình đều là liên quan đến hắn, tâm lý cùng tựa như gương sáng. Di Lặc Phật sững sờ, liên tục phủ nhận đứng lên, không có, tam ca, Phật môn có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi và ta kéo con bê đây. Đừng vũ chỉ hắn, ta đều nghe nói, như lai Phật tổ xảy ra chuyện, các ngươi bây giờ Phật môn chuẩn bị đại tuyển, lần nữa tuyển cử Phật tổ. Đường tam tạng làm sao sẽ biết rõ đây. Di Lặc Phật có chút mộng bức nhưng là lời đã nói đến mức này cũng không tiện phủ nhận hơi hơi do dự hắn cắn răng một cái không sai tam ca bây giờ phật môn quả thật ra rồi một ít chuyện phật tổ mất tích sống chết không biết nha dừng một chút hắn tiếp tục nói tam ca ngươi muốn biết rõ phật môn không thể một ngày vô tổ cho nên ở toàn bộ tây thiên phật đã kế hoạch hạ quả thật chuẩn bị bắt đầu đại tuyển rồi lần nữa khác đứng thẳng phật tổ hắn nhìn đường vũ liếc mắt Hoàn toàn không biết rõ hắn quan tâm những thứ này làm gì. Hắn một cái người đi lấy kinh, thật cốt thỉnh kinh so với cái gì đều mạnh. Trả thế nào quan tâm bên trên phật môn đại sự. Ngươi cũng tham tuyển rồi hả? Như thế nào đây? Tỷ số thắng cùng lắm. Đường Vũ hỏi thăm. Di Lặc Phật ngượng ngùng cười một tiếng. Tam ca, ta đây không có gì nắm chặt. Thực ra ta cũng không muốn tham tuyển, chỉ là linh sơn chúng phật cho ta đẩy lên rồi, không thể không tham tuyển. Người này giả bộ Được tiện nghi còn khoe tài Đường vũ không khỏi phủi một chút miệng Ta có thể miễn phí cho ngươi yên Con mắt của Di Lạc Phật sáng lên Ngay sau đó phòng bị nhìn hắn Đường tam tạng sẽ tốt vụng như vậy Khi rất rõ ràng là không có khả năng Thông quá nhiều lần tiếp xúc Đã khắc sâu hiểu được Hắn tuyệt đối không phải một cái thua thiệt nhân Này vô duyên vô cớ cho mình thuốc lá Khẳng định không chuyện tốt gì Tam ca, ngươi đây liền khách khí, kia lão đệ cũng không tiện, chúng ta dùng tiền, nên bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. Di Lạc Phật cười ha ha. Vụ tàu. Lão tiểu tử đi nha. Đường vũ nhìn hắn một cái, lão đệ, ngươi nói chỗ nào lời nói, ngươi và Tam ca cũng giao dịch như vậy bao nhiêu lần, Tam ca vô cùng hiếm có ngươi cái này đại tiểu tử mập. Lời này nghe thế nào kỳ cục như vậy đây? Di Lạc Phật tâm lý có chút bất mãn, có thể lại không tiện nói gì. Gì đó, Phật môn đại tuyển, thú vị sao? Đường Vũ cười hắc hắc, Tam Ca cũng muốn đại tuyển thoáng cái, ngươi xem có thể hay không giúp một chuyện. Nhất thời Di lạc Phật hoàn toàn ngây ngẩn, không dám tin nhìn đường Vũ. Thật lâu, mới không xác định lần nữa hỏi một câu, Tam Ca, ngươi nói cái gì? Ta nói ta cũng phải tham gia Phật môn đại tuyển. Đường Vũ nhíu mày lại. Trách chỉnh, tuổi còn trẻ lỗ tai trả thế nào không dễ xài nữa nha tam ca ngươi đừng náo di lặc phật cũng muốn khóc nếu như đường tam tạng thật tham gia phật môn đại tuyển vậy được rồi chuyện gì tam ca đây là trong nhà phật bộ sự tình ngươi ý gì ta không phải phật môn nhân đường vũ chỉ hắn mũi nghĩa chính ngôn từ nói không tam ca ta không phải cái ý này tuyệt đối không phải cái ý này di lặc phật trầm ngâm một chút nói tam ca ngươi suy nghĩ một chút bây giờ ngươi mặc dù là phật môn an bài thỉnh kinh người nhưng là tối thiểu còn không có trao tặng phật vị có phải hay không là ngươi này tùy tiện tham tuyển phật tổ cũng không thích hợp nha đúng không tam ca lại nói tam ca dù là ngươi tham tuyển rồi cũng chưa chắc có thể có phiếu bầu đến lúc đó tam ca ngươi cũng cảm giác mất mặt có đúng hay không đối với ngươi cái búa Ngươi chính là không muốn để cho lão tử tham gia đại tuyển. Ngươi nói rất đúng, nhưng là ta chỉ muốn chơi một chút. Đường vũ trách móc cười một tiếng, lão đệ, cho tam ca tên viết lên, để cho ta cũng tham tuyển thoáng cái. Thực ra ta không quan tâm cái gì Phật tổ vị, ta chủ yếu muốn tham dự, trọng ở tham dự, có phải hay không là. Ngươi còn do dự cái rắm, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nếu không đáp ứng, sau này hút thuốc, không có, còn ngươi nữa nhìn ta chầm chầm môn đâu rồi, ta cũng biết rõ. Nhưng là, ngươi chờ ta, ngươi xem ta đi bộ không đi bộ thì xong rồi, ta đi bộ không chết được ngươi. Nói cuối cùng, đường vũ trực tiếp uy hiếp lên. Di lạc Phật vẽ mặt sầu khổ, tràn đầy cuốn quyết. Cái này đường tam tạng rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Thật tốt thỉnh kinh không tốt sao? Lại muốn tham gia Phật môn đại tuyển. Hắn có chút mộng bức, thậm chí bảo hoàn toàn không biết rõ phải làm gì rồi nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha